Ủa, cậu Trung mới về hả? Ừ. Để tôi dọn cơm cho cậu luôn nha. À, không cần đâu, một chút nữa tôi ra ngoài ăn cũng được rồi, cảm ơn chị. Cậu Trung chuẩn bị đi đâu vậy? Để tôi phụ cậu cho nhanh nha. À, không cần đâu, xong hết rồi. À, tôi về lấy đồ rồi tôi đi liền thôi. Dạ. À chị nè, à, Bích Thi về chưa? Dạ rồi, nhưng cổ lại ra ngoài với bạn nữa rồi. À, tôi nhờ chị nè, khi nào Bích Thi về á thì chị nói lại với cổ là tôi có việc phải đi công tác xa. Dạ. Vậy ha, cảm ơn chị. Chị cứ đi làm việc của chị đi. Dạ. Dạ con nghe nè ba. Dạ ba khỏe không? Ba khỏe. Giờ này bên đó đang buổi tối mà, sao ba không nghỉ ngơi sớm đi? Ba già rồi, ngủ đâu có bao nhiêu con. Với lại lạ chỗ nên ba khó ngủ lắm. Dạ. Sao con, mọi chuyện bên đó vẫn ổn chứ? Dạ, mọi thứ vẫn ổn, ba yên tâm đi. À, vậy thì ba yên tâm. Ba gọi để báo với con là bác Dương sắp sang Việt Nam đó. Con nhớ đón tiếp bác ấy cho chu đáo giùm ba nghe. Bác Dương qua hả ba? Ờ, bác và con gái đón tiếp ba rất là nồng nhiệt đó. Dạ con biết rồi. Dạ con chào ba. Bé. À, uống nước đi con. Dạ. Cảm ơn bé. Wow, công nhận vườn hoa nhà bác Minh đẹp ghê luôn á bác. Con cũng thích có một vườn hoa giống như vậy, có nhiều bông hoa lạ quá. Vậy hả con? Dạ. Ông bạn của bác á, ông thích hoa lắm. Ngày nào cũng vậy, chăm chút kỹ lắm. Dạ. À, uống đi con. Bác thấy trong người có khỏe hơn chưa ạ? Nhờ bác cũng làm đúng theo lời của bác sĩ á, cho nên sức khỏe cũng tốt lắm con à. Nhưng mà chỉ có một điều là nhớ nhà, nhớ con. Bác yên tâm đi, với cái trình độ y khoa tiên tiến như là nước Mỹ vậy thì con hy vọng là bệnh của bác sẽ mau chóng khỏi mà. Bác Hiệp nè, con rất muốn được về Việt Nam. Nhưng mà chưa bao giờ con có cơ hội được về Việt Nam hết luôn. Thì con nên về đi chứ. Về đi. Để trước nhất là thăm quê hương, sau là thăm bà con. Con về đi rồi con sẽ thấy quê hương của mình bây giờ nó đổi mới dữ lắm nha. Mà ở xứ sở ở nào cũng vậy hết trơn á, cũng phải có kẻ khó người giàu. Nhưng mà đối đất nước mình bây giờ ha, bà con bây giờ họ sống vui vẻ lắm con à. Dạ bác. Thỉnh thoảng ở đây con rảnh con cũng hay lên mạng để xem thông tin về Việt Nam của mình. Nhưng mà bây giờ con tận tai nghe bác nói như vậy, con cảm thấy rất là nôn nao và rất muốn trở về Việt Nam. Nhưng mà ba ba của con á chưa có cho con về. Đâu, chuyện đó cũng dễ thôi mà con, đâu có gì đâu khó. Hay là bác nói vô tiếng đi cho, đi với con, cho con về Việt Nam thăm đi. Rồi, bác sẵn sàng thôi. Cảm ơn bác. Dạ. Chào bác Trúc nha. Đây. Gì vậy bác? Bác cho con coi cái này. Đây là hình ảnh gia đình của bác nè. Dạ. Đó. Con coi đi. Cái này đó, bác đem theo từ bển qua. Dạ. Để khi nào bác nhớ cái bác lấy ra bác coi. Dạ. À đây nè con. Ê đó, hình ảnh gia đình đó đây. Đây con thấy không? Bác với con gái bác đó. Con thấy nó xinh không? Beautiful girl. À đó nè. À, còn đây là con trai của bác á. Nó tên là Trung. À, thằng này ngộ lắm con, cái tánh của nó rất là tự lập. Hồi nhỏ tới bây giờ nói chung là nó không thích sống dựa dẫm với ai hết trơn á. Lớn lên á thì nó đi du học bên Úc á. Yeah. Rồi cái nó vừa học vừa làm để cho bác đỡ tốn phải chi phí, với lại nó nói vậy là để cho nó có kinh nghiệm. Dạ bác. Tánh nó tốt lắm con, nó chưa có nghĩ tới chuyện lập gia đình. Con coi á, lớn vậy rồi đó mà chưa có bạn gái nữa. Phải đợi Rosa này xuất hiện thì anh ấy mới có đối tượng được chứ. Đây đúng là một mối tốt phù hợp với kế hoạch của Daddy lắng cái tâm tư của mình nữa.
Bác có hai người con ai cũng dễ thương hết á. Để quên. Duy, ăn cơm nè em. Ủa? Sao vậy? Duy như vậy á, chắc là chị Nga buồn lắm. Thôi được rồi, để từ từ anh khuyên cho. Nhìn với cái tính của Duy thì cũng không dễ đâu. Em thấy bây giờ tìm việc làm đâu có dễ đâu. Mà Duy cứ như vậy á, thì thiệt thòi cho Duy thôi à. Bộ mới có chuyện gì xảy ra nữa hả? Dạ, hôm qua Duy vác đồ đi ngang qua phố, cái đụng vô ổng. Rồi ổng kiếm chuyện, cái Duy bực mình Duy bỏ ra ngoài. Rồi sau đó... Sau đó làm sao? Em kể tiếp đi. Sau đó Duy chặn đường, hành hung anh Phú. Anh Phú giận quá nên đuổi việc luôn. Đồng ý á, là Duy làm vậy không có đúng. Nhưng mà cái tay Phú đó cứ suốt ngày hà cắt với công nhân à. Anh Mạnh, rồi anh không đứng ra can thiệp được gì hết hả? Trung đề cao anh quá rồi đó. Anh chỉ là tổ trưởng trong phân xưởng thôi. Với lại anh Phú có người chống lưng mà. Anh thỉnh thoảng chỉ bên được mọi người vài câu thôi. Anh nói sao? Cái tên Phú đó có người chống lưng? Có. Kiều Dung á, hai người thường gặp nhau, to nhỏ với nhau. Mà Kiều Dung á thì thích xua nịnh. Anh Phú á thì làm được điều đó nên được lòng Dung. Thôi mọi người ăn cơm đi. Dạ. Anh, anh sao vậy? Tự nhiên im re à? À, không muốn gì đâu. Tại vì anh thấy chuyện này bất bình quá. Với thân phận công nhân như tụi mình á thì phải chịu thôi chứ sao. Mà thôi đi, tới giờ cơm rồi, mặt mày anh ấy bí xị. Ăn cơm đi. Chị biết là em buồn vì chuyện hồi chiều đúng không? Nhưng mà chị cũng đâu có trách em đâu. Chuyện nó cũng lỡ rồi thì thôi đi em. Trời, hay làm ơn hay đừng nói nữa. Em không muốn nghe, em không muốn nghe gì nữa hết. Hay để cho em yên đi. Làm sao mà chị không nói được chứ. Chị em mình mới chân ướt chân ráo lên thành phố đâu có bao lâu đâu. Tự nhiên bây giờ em lại mất việc làm. Nói thiệt, chị không biết tính làm sao nữa nè. Thân em sẽ tự lo. Em sẽ không tạo gánh nặng cho ai đâu. Em nói gì kỳ vậy? Chị đâu có sợ gánh nặng gì đâu. Chị nói như vậy là chị lo cho em thôi. Duy à, ấy ngày mai đi với chị vô công ty đi. Mình gặp người ta mình xin lỗi người ta một tiếng thôi. Rồi cái mình xin người ta mình làm lại. Đâu có sao đâu em nha. Hai ơi, hai bị gì vậy? Hai nghĩ sao mà kêu em đi xin lỗi người như hắn? Rõ ràng hai thấy em không có lỗi mà. Thì chị biết, chị biết là em không có lỗi gì hết. Nhưng mà thôi, mình làm công mà. Xin lỗi người ta một tiếng có sao đâu, có chết chóc ai đâu. Với lại đây là tội đánh người đó, nặng lắm chứ không có giỡn chơi đâu à. Thôi dẹp đi, có chết em cũng không lại đó làm đâu. Sao chị nói mà không bao giờ em nghe lời chị hết vậy? Nếu như mà hai nói chuyện khác thì em nghe. Còn chuyện quay trở lại đó hả? Thì khỏi nói nữa. Vậy đi vô ăn cơm với người ta đi. Đi. Em muốn yên tĩnh một chút. Hay vô đi. Thằng liền thấy sợ luôn vậy. Chẳng lẽ thằng Duy này không có đất dung thân? Chị Nga, Duy không chịu vô hả? Không, nó cứ đòi khư khư ở ngoài đó không à. Nói chuyện từ nãy giờ cũng không có kết quả gì hết trơn trời. Duy còn nông nổi lắm, cho nên Nga từ từ hãy khuyên Duy. Phải đó chị Nga, em thấy trong chuyện này á, anh Duy đâu có lỗi gì đâu. Thì chị biết là vậy rồi. Nhưng mà bây giờ nó là người thất nghiệp, chị lo cho nó quá à. Nga cũng đừng có lo quá.
Tôi thấy Duy không có phù hợp để làm công nhân đâu. Từ từ rồi mình sẽ tìm việc khác cho Duy. Trời đất ơi, bây giờ tìm việc khó thấy mồ à. Với lại nó đâu có bằng cấp gì đâu anh. Nghe đừng lo chuyện này, tôi giúp được mà. Sao người đẹp? Sao lúc nãy anh gọi mà không có máy? Hồi nãy em bận họp, vậy mà cũng không thèm gọi lại cho người ta nữa. Nên anh cũng định gọi, nhưng anh còn nhiều chuyện quan trọng nên anh quên mất. Có chuyện gì mà quan trọng hơn chuyện anh gọi điện thoại cho em vậy hả? Em không biết đâu. Ông Hiệp qua bên này trị bệnh, ông ta chủ động gặp anh đó. Vậy sao? Anh đã dùng bữa cho ông ta. Mọi chuyện đúng như dự định của anh. Dự định gì? Xem chưa từng nghe anh nói. Chuyện này bí mật, khi nào xong chuyện anh sẽ nói với em. Anh bắt đầu giữ bí mật với em từ khi nào vậy? Em buồn lắm đó. Nói trước, bước không qua. Không phải là anh muốn giấu, nhưng mà mọi chuyện chưa đến đâu nên anh chưa muốn nói. Em tạm tin anh vậy. Sao hả? Em có tin gì mới nói với anh không? Có chứ. Như anh biết rồi đó, ông Hiệp phải sang Mỹ trị bệnh nên giao công ty lại cho con trai quản lý. Cậu ta mới đến công ty làm việc. Em thấy nó làm việc như thế nào? Khá hơn bà đó chứ. Cậu ta mới vào nên em cũng không thể nói trước được điều gì. Em sẽ để ý rồi nói lại cho anh nghe. Ông Hiệp rất tin tưởng nơi thằng con này, cho nên nó không phải là những tầm thường đâu. Giả lại, nó tốt nghiệp đại học ở Úc. Em thấy cậu ta cũng khá nghiêm chỉnh trong công việc. Nhưng mà anh đừng có lo, tuổi trẻ thì thường háo thắng. Không phải ai cũng vậy đâu. Em đừng quá khinh địch, tuổi trẻ bây giờ nó năng động lắm. Thôi, anh đừng nói chuyện này nữa, em nhức cả đầu nè. Anh có tin vui nói với em đây. Anh sắp sửa về Việt Nam. Thật sao? Có lẽ trong vài ngày nữa. Lần này anh về đó, anh ở khá lâu. Vậy thì hay quá. Em sẽ chuẩn bị đón anh nha. Con. Daddy, sắp tới thì khi nào con mới được về Việt Nam vậy? Sau chuyến du lịch Hải Quan về, giờ hôm nữa ba sẽ về Việt Nam để xem tình hình bệnh như thế nào. Bên đây thì phòng ông Hiệp đã ổn, nhưng mà bên Việt Nam không biết con trai ông ta như thế nào. Bản lĩnh như là Daddy vậy, chẳng lẽ lại sợ một người sinh viên mới ra trường như là anh ta sao? Bà chẳng biết, gừng càng già càng cay. Nhưng mà trong thương trường đó con, đừng có khinh địch, cả con cũng vậy đó. Con thì sao? Thì rằng ông Hiệp á, có cảm tình với con, nhưng con cũng phải tranh thủ dành trọn tình cảm của ông ấy càng sâu đậm thì càng tốt. Hiểu chưa? Con biết rồi. Thương trường là chiến trường. Thằng bên đây thì con lo, còn bên Việt Nam ba lo. Cũng may là bà có tay trong. Bà Kiều Dung gì đó chứ gì. Giờ này thì Daddy đã nắm chắc được phần thắng trong tay chưa? Chứ còn con á hả, con biết chắc là ông Hiệp ổng đã kết con cho con trai của ổng luôn rồi đó. Khi nào việc hôn nhân giữa con với Đình Trung và thành công đó, thì lúc ấy kế hoạch thu tóm công ty phải tiến hành. Chuyện này á chỉ là chuyện nhỏ thôi,
Tất cả chỉ còn là vấn đề thời gian thôi Daddy à. Nói thật với Daddy là con đã kết anh Đình Chung con của bác Hiệp lắm rồi, cho nên là anh ta không dễ gì thoát khỏi bàn tay của con đâu. Vậy thì tốt. Ủa Thi, em mới về hả? Dạ. Em có ăn tối không? Để chị dọn nha. Thôi được rồi chị, chị cứ làm việc đi, khi nào em đói em nói. Vậy chừng nào mà em cần thì em gọi chị nha. Dạ. À Thi ơi, chị có chuyện muốn nói. Cậu Trung sáng mai nói đi chị, bây giờ tâm trạng đang vui lắm, em không muốn nghe đâu. À Thi. Ủa, hôm nay có chuyện gì mà tâm trạng vui quá vậy? Không biết thằng Duy đi đâu, giờ này chưa về, anh thấy lo quá. Ừ, giờ này cũng khuya quá rồi, không biết có chuyện gì không nữa. Duy. Mọi người cứ ngủ trước đi, không cần lo cho em đâu. Em nói gì sao được, nãy giờ đi đâu xong vô chơi với mọi người. Em thấy không có em mọi người vui hơn, em muốn làm mất hứng của mọi người. Em sao vậy? Nếu mà có chuyện gì á thì em hãy chia sẻ với mọi người, để mọi người còn biết cách giúp đỡ em nữa chứ. Đã nói là không có gì mà, mọi người không cần lo. Mọi người cứ lo chuyện của mọi người đi. Thiệt là không hiểu nổi. Thôi được rồi, không sao đâu. Để từ từ nó có việc mới rồi sẽ ổn thôi. Anh Mạnh nè, đặt trường hợp nếu như anh là giám đốc của nhà máy á, thì anh thấy có điều gì cần thay đổi không? Giám đốc của nhà máy hả? Điều đó anh chưa nghĩ tới. Nhưng nếu anh là giám đốc của nhà máy thì anh phải thay đổi nhiều thứ lắm. Thí dụ như là gì? Thí dụ như mình sẽ đào tạo công nhân mới vô làm kỹ lưỡng hơn. Rồi hàng quý mình sẽ tổ chức thi tay nghề. Tay nghề đạt loại giỏi thì mình sẽ kèm theo tăng lương. Hàng tháng mình sẽ lấy ý kiến công nhân về mọi mặt. Những gì công nhân phát hiện ra trong quá trình sản xuất, mình có thể tiết kiệm được vật tư và thời gian. Rồi nhận xét của công nhân về những người trực tiếp quản lý mình. Từ đó, ban giám đốc sẽ kịp thời chấn chỉnh phương pháp quản lý một cách khoa học và logic hơn. Phát huy vai trò công đoàn mạnh mẽ hơn. Tiếng nói của công đoàn là tiếng nói của công nhân. Từ đó, công đoàn sẽ liên hệ với khu nhà trọ, rồi ký hợp đồng dài hạn với họ. Thì giá sẽ rẻ hơn. Rồi người cho thuê cũng cảm thấy yên tâm vì công nhân không phải thành phần bất hảo. Mấy ý kiến này giờ của anh hay lắm đó. Biết đâu sau này anh trở thành giám đốc thì sao? Người ta nói trong mặt bắt hình dong. Mặt này, tướng tá này, anh nghĩ chưa đủ tư cách để làm giám đốc đâu. Nếu nói em thì người ta có thể tin. Tướng tá cao ráo, mặt mày sáng sủa, đôi mắt thì tin anh, giọng thì trầm ấm, dễ thuyết phục hơn. Anh nói á, em nghe thấy ham vậy đó. Em á, đâu ngon lành dữ vậy anh. Thôi, anh đi tắm đây. Để hôm nào anh rảnh á, thì anh sẽ viết những ý kiến thành văn bản trình lên ban giám đốc. Chiều này á, em đồng ý hai tay hai chân luôn. Em muốn nghỉ ngơi đi. Mới sang Mỹ mà anh lại có công việc về Việt Nam, tiếc thật. Chúng ta còn nhiều cơ hội mà. Tôi về Việt Nam mọi chuyện ổn định á, tôi sẽ bay trở lại đây liền. Phải như vậy chứ. Tôi có chuyện quan trọng muốn nói với anh. Chuyện quan trọng của hai gia đình nè. Ý anh là tôi muốn bàn với anh chuyện của hai đứa nhỏ, anh thấy sao? Tôi chưa hiểu ý anh. Thì chuyện con trai của tôi với con gái anh, hai đứa nó lớn rồi phải lập gia đình, anh không thấy sao? À, thì ra anh đang đề cập tới chuyện đó. Anh thấy sao nếu tôi với anh làm xui gia với nhau? Con gái tôi á, về làm dâu nhà anh á thì còn gì bằng. Tôi chỉ sợ anh chê con gái tôi thôi. Con gái của anh nó vừa nhanh nhẹn nè, vừa lễ phép, sao tôi chê được? Tôi chỉ sợ ngược lại thôi. Anh khiêm tốn quá đi. Thôi bây giờ mình trông vào duyên số đi. Với lại thời buổi này á, cha mẹ không có thể nào ép uổng con cái được. Mà có thiên ngược lại đó. Anh nói đúng.
Nhưng mà những đứa con hiếu thảo á, nó không nỡ làm cho cha mẹ nó buồn đâu. Rô xa nhà tôi là như vậy đó. Mà tôi cũng tin rằng Đình Trung con của anh cũng vậy thôi. Vậy thì bây giờ đó, chúng ta phải tạo điều kiện để cho hai đứa tụi nó tìm hiểu nhau. Đúng, chúng ta mau tiến hành đi. Cũng may là có Trung ở đây, nhiều khi nấu nướng thấy cũng vui. Mà em thấy cũng buồn cười lắm. Đa số mấy đầu bếp nổi tiếng thế giới toàn là đàn ông. Nhưng mà sao em nấu dở quá à. Anh ăn anh đừng có chê nghe. Chê gì chứ, mà chính xác mình là đàn ông, nhưng mình đâu phải là thợ nấu chuyên nghiệp đâu. Xào nấu có bữa ăn là hạnh phúc rồi. Còn có chuyện ngon hay dở cũng hên xui. Anh nói chi lý. Nè anh, hồi nào tới giờ tụi mình là bạn thân với nhau, bây giờ mình làm xui, anh có thấy là đại hỷ không? Phải đó, thân là càng thêm thân. Vui quá rồi còn gì nữa. Như vậy là tôi với anh cùng một suy nghĩ với nhau, mà lại cùng một quan điểm với nhau nữa chứ. Chúng ta là bạn thân, mà nói đúng hơn là tri kỷ mới đúng chứ. Về Việt Nam lần này tôi tranh thủ để gặp chàng rể tương lai của tôi. Tất nhiên rồi, tôi sẽ báo với nó để chuẩn bị thật chu đáo để đón tiếp ông già vợ tương lai. Anh đừng quan trọng quá, tôi chỉ sợ nó không chịu cưới con gái tôi thôi. Chuyện đó anh khỏi phải lo, con gái anh vừa lễ phép nè, vừa nhã nhặn, làm sao tôi chê được. Anh phải tự tin vô con gái của mình chứ. Với lại anh đã từng nói rằng một đứa con hiếu thảo đó thì luôn luôn lúc nào cũng làm cho cha mẹ vui lòng. Con trai tôi nó cũng hiếu thảo lắm á. Với lại thằng con trai tôi nó cũng không ngu dại gì mà nó chê đứa con gái yêu quý của anh đâu. Rồi sao mà nó nghe nói những câu này á, tôi tin rằng nó mừng đến đổi nó ngủ không được luôn á. Tôi nói thật đó, lần này mà anh sang Việt Nam nhất định anh phải gặp thằng Trung cái đã. Anh sẽ hài lòng đó. Lúc đó anh em mình sẽ bàn bạc tiếp nha. Gặp chàng rể tương lai của tôi. Tất nhiên rồi, tôi sẽ báo với nó để chuẩn bị thật chu đáo để đón tiếp ông già vợ tương lai. Anh đừng quan trọng quá, tôi chỉ sợ nó không chịu cưới con gái tôi thôi. Chuyện đó anh khỏi phải lo, con gái anh vừa lễ phép nè, vừa nhã nhặn, làm sao tôi chê được. Anh phải tự tin vô con gái của mình chứ. Với lại anh đã từng nói rằng một đứa con hiếu thảo đó thì luôn luôn lúc nào cũng làm cho cha mẹ vui lòng. Con trai tôi nó cũng hiếu thảo lắm á. Với lại thằng con trai tôi nó cũng không ngu dại gì mà nó chê đứa con gái yêu quý của anh đâu. Rồi sao mà nó nghe nói những câu này á, tôi tin rằng nó mừng đến đổi nó ngủ không được luôn á. Tôi nói thật đó, lần này mà anh sang Việt Nam nhất định anh phải gặp thằng Trung cái đã. Anh sẽ hài lòng đó. Lúc đó anh em mình sẽ bàn bạc tiếp nha. Không ngờ mọi chuyện xảy ra đúng theo ý định của mình. Lúc nãy mình cứ nghĩ rằng ông ta đoán được ý của mình là hết thôi. Lại một ngày nữa Duy nó tốt nghiệp. Anh hứa là sẽ tìm việc, nhưng chưa có thời gian rảnh để đi. Việc làm bây giờ họ đòi hỏi cũng kỳ lắm. Vừa phải có trình độ nè, rồi phải có kinh nghiệm nữa. Mà em thấy đòi hỏi như vậy cũng mâu thuẫn lắm. Ví dụ nha, sinh viên tốt nghiệp đại học xong, họ có trình độ, họ có bằng cấp, rồi họ đi xin việc thì lại bị từ chối, bởi vì cho rằng là những sinh viên đó không đủ kinh nghiệm. Đó, học xong mà không đi làm thì làm gì có kinh nghiệm được. Bởi vậy mới nói chuyện quen biết chạy trọt, rồi gốc gác con ông này bà nọ. Bởi vì mới nảy sinh chuyện làm trái nghề dưới sức của mình, thật là tội nghiệp. Em thấy đó là vấn đề xã hội xảy ra hàng ngày luôn, mà nó được liệt vào là tầm vĩ mô luôn rồi. Dưới sức của anh em mình thì sẽ không thay đổi được gì hết, cho nên thôi đừng nghĩ nhiều quá. Tội nghiệp Duy, nó luôn muốn vừa học vừa làm. Anh cũng định đi hỏi công việc gì phù hợp với nó. Vậy cũng tốt đó anh. Uống chút cũng yên nữa. Sao không ăn lẹ rồi đi làm đi. Thôi cũng đến giờ rồi, mình đi chưa? Em cũng xong rồi.
đem ra cái tô kìa. Thầy Duy nè, mì có sẵn dưới bếp, nước sôi đã nấu rồi, khi nào dậy cứ chế mà ăn nha. Ừ, có đi đâu khóa cửa cẩn thận đó. Rồi em biết rồi, anh đi nha. Anh Mạnh. Ờ. Ủa anh Duy còn ngủ hả anh? Ờ, chắc có lẽ tối qua nó thức khuya quá nên giờ vẫn chưa dậy. Đi. Cái thằng này lúc nào nó cũng làm cho người ta lo lắng hết trơn, không biết chừng nào mới nên người nữa. Chị Nga lo cho anh Duy dữ lắm. Ừ. Sao hả? Tối qua anh ngủ có được không? Anh ngủ cũng ngon lắm. Anh dễ tính mà, ngủ đâu cũng được hết á. Ừ. Vậy là anh hay quá rồi. Chứ mấy ngày đầu em không có ngủ được, cứ nằm nhớ nhà rồi khóc vậy á. Vậy hả? À, quê Mỹ Xuyên ở đâu? Dạ quê em ở miền Tây. Mạnh có về miền Tây chơi lần nào chưa? À, chưa nữa. Nhưng mà chắc chắn nếu có dịp á, anh sẽ về miền Tây chơi thử. Ừ, quê của em tuy nghèo nhưng mà đẹp và thanh bình lắm, chứ không có ồn ào như ở đây đâu. Vậy đó hả? Vậy khi nào rảnh á, mình rủ mấy anh chị đây nè, về quê em chơi, được không? Vậy cũng được đó. Khi nào có thời gian á, thì tụi mình sắp xếp đi một chuyến. Ừ. Thôi đi làm. Dạ. Dặn dò làm như tôi là con nít không bằng. Thi ơi, Thi thức dậy đi, Thi sắp đến giờ đi học rồi đó em. Gì vậy chị, em ngủ chút xíu nữa thôi à. Sắp đến giờ đi học rồi đó, vậy mà lo rửa mặt rồi xuống ăn sáng nha em. Dạ em biết rồi, vậy chị xuống dưới chuẩn bị thức ăn đi. Em nhớ xuống nha, coi chừng trễ học đó. Dạ. Chị Ba, chị gọi anh hai em xuống ăn sáng luôn đi, em ăn mình buồn lắm. Cậu Trung đi từ chiều hôm qua rồi. Chị nói sao? Anh hai đi chưa về hả? Anh đi đâu? Hôm qua cậu hai có dặn là đi công tác xa, nhưng mà không có nói là đi ở đâu hết á. Anh hai sao vậy? Đi mà cũng không nói mày một tiếng nữa. Chị đó, tối hôm qua cũng không nói cho em, là em cứ tưởng là anh hai đi đâu chưa về thôi. Tối hôm qua chị định nói cho em biết, mà em nói là em không có muốn nghe. Thôi được rồi, chị đi làm việc đi, để em kiếm ảnh. Ừ, nghe nè. Hả? Trời, không có ai gì hết. Tao tịch thu cái điện thoại này của mày. Ủa, vừa mới alo mà, sao tắt máy rồi? Hay là mất sóng ta? Điện thoại không liên lạc được là sao? Anh hai ơi là anh hai đang ở đâu vậy? Em có biết cậu Trung ở đâu không Thi? Biết đâu mà biết, điện thoại không liên lạc được rồi. Mệt ghê á. Chị á, chị cũng dở thiệt. Nếu mà hôm qua chị hỏi anh hai em là đi công tác ở đâu, đến những điểm nào, thì bây giờ em đâu có phải sốt ruột như vậy đâu. Chị... Thôi được rồi, chị đi làm việc tiếp đi. Sao? Mày không phục tao chứ gì? Lấy của mày mày tức chứ gì? Giờ mày làm gì được tao? À, anh ơi, gia đình gọi tới có việc gấp, cho nên em phải nghe thôi. Em biết là em sai, nhưng mà biết đâu có việc quan trọng. Chuyện gấp gáp hay quan trọng gì cái chuyện của mày? Còn cái chuyện mày nghe điện thoại trong giờ làm việc là mày vi phạm. Tao tuyên bố chính thức tịch thu cái điện thoại của mày. Thôi được rồi, anh muốn tịch thu cũng được,
Nhưng mà bây giờ anh có thể cho tôi mượn lại để mà gọi cho người nhà, biết đâu có gì quan trọng. Cái mày ngây thơ quá. Tao đã tịch thu rồi mày còn nài nỉ mày mượn cái kiểu đó. Ha, là mày muốn tao đuổi mày. Anh phải thông cảm chứ. Công nhân tụi em đi làm, nhiều khi gia đình có việc gấp cho nên mới gọi. Gấp hay không gấp là cái chuyện của mày với gia đình. Tao nói thí dụ như dù con vợ mày nó có đẻ, ha, ông già mày té chấn thương sọ não đối với tao cũng thành vấn đề. Tao tịch thu là tao tịch thu. Ôi, thôi, em đừng có xen vô chuyện này. Không giải quyết được gì mà còn rắc rối thêm nữa đó. Nghe cái giọng điệu của ông Phú lại muốn nổi điên lên à. Em không hiểu sao á mà anh Trung mới nhịn được á. Công nhận cậu Trung còn bình tĩnh hơn em nữa đó. Cậu ấy biết mình sai nên phải nhịn thôi. Ngồi xuống làm việc đi. Thôi được rồi, anh cứ tịch thu đi, em đi làm tiếp. Có bao nhiêu sao mà đi làm sao em ở nhà hả? Dạ bữa nay không đi làm chị, tại em có chút chuyện. Em tính qua kiếm chị á. Kiếm chị? Dạ. Có chuyện gì quan trọng không? Tại giờ em đi gấp quá, em tính qua mượn chị cái xe. Chứ giờ này ra đường khó đón xe buýt lắm chị. Mượn xe hả? Dạ. Được rồi, cứ qua nhà xe mà lấy ha. Nhưng mà nè, đi nhớ cẩn thận nghe. Dạ em biết rồi. Sài Gòn á, nó không phải như dưới quê đâu. Xe đông đúc lắm đó, đi đứng phải cẩn thận, nguy hiểm lắm. Dạ rồi chị cứ yên tâm đi, em sẽ mượn xong trả cho chị, không một chút chạy xước. Thì nhắc nhắc vậy thôi chứ cẩn thận vẫn là trên hết em mà. Dạ. Với lại cái xe đó là cái chân đi của chị đó, chị cưng nó lắm mà nghe. Dạ rồi em biết rồi mà, chị yên tâm. Thôi được rồi, qua nhà xe đi rồi chị đi ngang phòng chị lấy chìa khóa đưa cho. Đi. Dạ dạ. Alo, Kiều Dung nghe. Có chuyện gì gấp phải đến công ty hôm nay chứ? Tôi mệt, không đến công ty được. Hẹn với họ bữa khác đi, tôi sẽ tiếp họ. Còn hôm nay thì không được. Đón người yêu quan trọng hơn mấy chuyện tiếp đối tác nhiều. Về việc phức lắm. Được rồi, mình ở ngoài nha. Chứ thôi vậy là không có được đâu. Đi anh. Nè. Không được ạ. Đang giờ làm việc mà hai người bỏ chỗ tới đây làm cái gì? Trốn việc phải không? Anh không thấy anh ho nó xanh mặt như vậy sao? Anh không thông cảm được hả? Ôi thì ai mới vô đây làm việc mà không bị vậy, riết rồi nó quen à. Mà anh không thấy anh Trung ho nhiều lắm sao? Anh cho tụi tôi ra ngoài hít thở một chút đi. Nó dạ giờ như vậy thôi. Ờ đâu mà lo lắng cho nó vậy. Trời ơi, ảnh ho nó như vậy mà giả vờ cái gì. Anh khó khăn quá à. Khó khăn cái gì? Nếu mà ai vô đây làm việc thì cũng bị vậy hết. Thì cứ nghỉ ra ngoài. Thì thôi tới đây làm gì? Tới đây làm việc gì bây giờ? Thì anh bị dưỡng khó anh phải thông cảm chứ. Thôi tôi nói rồi, cái chuyện đó không có cần gì mà người đẹp phải quan tâm. Buông tay nó ra đi. Thôi được, được rồi mấy xin. Đừng có cãi giọng nữa, anh làm tiếp được mà. Trời ơi anh, sức khỏe là trên hết, đi ra ngoài với em. Nhưng mà nè, hai người có nghe tôi nói cái gì không? Được rồi, cô cứ hẹn với họ là chiều nay tôi sẽ tiếp cho bạn công việc luôn.
chào đi. Ủa anh Hải Luân, em có đi nhầm phòng không? Chứ hình như đây là phòng của anh hai em mà. Đây là phòng của Trung, nhưng mà anh Trung đi công tác rồi. Trung có nhờ anh là đi vào đây kiếm một số văn bản quan trọng rồi đi phát luôn. Thôi em ngồi đi, để anh tìm cái. Dạ. Vậy á, mà em cứ tưởng là em đi lộn phòng chứ. À, anh đã tìm được rồi. Anh Luân, em thấy phong cách của anh á cũng hợp với vị trí này lắm đó. Với lại anh cũng giỏi mà. Em định chia rẽ tình bạn tri kỷ của tụi anh phải không? Anh giỏi sẽ bằng anh hai của em chứ. Mà thôi, dù sao thì em cho anh bay như vậy thì anh cũng vui rồi. Cảm ơn em. À, hôm nay em không đi học sao mà lại tới đây? Dạ có, em vừa học xong á là chạy qua đây liền nè. Em đến đây muốn kiếm anh Trung. Anh nói với chị bếp á là anh đi công tác. Vậy mà em điện thoại cho anh á thì anh không nghe máy. Là em thấy lo cho anh quá à, nên mới chạy qua đây để hỏi anh nè. Thôi em ngồi đi nha. Để anh cầm cái này qua cho bên văn phòng nó phát gấp nha. Dạ. Lê, em nghỉ tay anh nhờ anh tí. Dạ. Em mang cái này phía sức kho lên phòng giám đốc nhờ duyệt giùm anh nha. Phòng giám đốc hả? Ừ. Em có vô được không? Sao lại không được? Tại em sợ là không phận sự thì miễn vào á. Không sao đâu, nói là anh đang bận, anh đang có khách nha. Làm giùm anh đi. Cảm ơn. Dạ. Anh hai em đi công tác mà không nói cho em tiếng là em lo muốn chết luôn. Em chờ chút nha. Dạ. Anh. Em đi đâu lên đây vậy Lê? Lê. Dạ. Em lên gặp anh có chuyện gì không? Dạ. Anh Mạnh á nhờ em đưa giấy này cho giám đốc. Mà sao lại ở trong phòng giám đốc vậy? Thì giám đốc gọi anh phải đi hầu thôi. Vậy anh giúp em đưa giấy này cho giám đốc nha. Được rồi, anh đang bàn về kế hoạch sản xuất cho nên không nói chuyện nhiều với em được. Em về phân xưởng làm việc tiếp đi. Dạ vậy thôi em về. Đi đi. Ủa ai vậy anh? Sao anh không mời người ta vào phòng? Chỉ là nhân viên muốn gặp anh Trung thôi. Không có gì đâu. Sao nhìn chị ấy quen quá? Hình như là mình đã gặp ở đâu rồi thì phải. Gọi ai vậy? May quá. Anh nói gì may vậy? Đúng rồi, mình đã gặp chị ấy trong bệnh viện. Giờ chị ấy đến tận đây tìm anh luôn. Thật ra giữa hai người họ có quan hệ gì? Mà anh hai em cũng bí hiểm thiệt á. Đi công tác ở đâu mà không có cho em biết địa điểm. Anh Luân nè, anh biết anh hai em đi công tác ở đâu không? Đà Nẵng. Mà anh cũng không biết khi nào về nữa. Thôi, em uống trà nha. Dạ không, em uống nước suối. Thôi em chịu khó uống nước lọc nha. Dạ.
Tại lần này anh hai của em đi công tác xa, mà đi tới nhiều nơi lận để tìm hiểu thị trường, cho nên không biết địa điểm chính xác mà thông báo cho em được. Nhưng mà ít ra anh cũng phải điện thoại cho em chứ. Đang nghe điện thoại tự nhiên là cúp máy ngang à. Kỳ cục dễ sợ. Thôi em đừng có lo. Anh nghĩ là chắc bị mất sóng thôi. Khi nào mà Trung gọi về công ty đó, anh sẽ nhắc Trung sẽ gọi cho em lại ha. Không được đâu, em thấy lo lắm. Em phải điện thoại qua cho ba hay mới được. Không, anh nghĩ là không nên đâu. Tại sao không nên chứ? Từ trước đến giờ ba em không bao giờ đi công tác đột xuất như vậy. Lần này á, em thấy lo cho anh hai lắm á. Mà em đừng có lo, anh nói là không có sao đâu. Em không nên gọi cho bác trai làm gì. Tại sao chứ? Thì anh lo sức khỏe bác trai thôi. Em phải để cho bác có thời gian yên tâm điều trị chứ. Hình như là hai anh đang giấu giếm em chuyện gì, phải không? Làm gì có. Em á, cứ suy nghĩ lung tung không à. Làm tiếp. Cảm ơn em. Mà anh dám anh làm tiếp nổi không? Chứ anh đừng có ráng quá không có tốt đâu. Anh ngồi nghỉ nãy giờ á, thấy cũng ổn hơn rồi. Không sao đâu. Dạ. Vậy anh làm tiếp đi. Với lại anh ráng làm nhanh nhanh chút, bù thời gian hồi nãy anh nghỉ đó. Ừ, anh biết rồi. Cảm ơn em Mỹ Xuyên. Mà anh thấy ngại quá hả? Tự nhiên cái gì anh như vậy nè, khiến em mất thời gian rồi phải lo lắng nữa. Anh khách sáo quá à. Khách sáo vậy là em giận anh á. Thôi được rồi, anh không nghĩ đâu. Ổn chứ? Anh hồi nãy á, anh Trung ảnh nhức đầu quá, anh phải ra ngoài nghỉ xíu em mới vô làm tiếp được á. Em thấy ngại quá. Em không quen làm việc ở đây á, nghe nhiều tiếng ồn cho nên buồn mệt. Nếu em thấy không quen ở đây á thì để anh bàn với ban giám đốc chuyển em qua khâu khác được không? Không cần đâu anh. Em thấy chắc làm vài bữa nữa quen á thì chắc không sao đâu. Đó, anh thấy không? Ảnh cứ ý như vậy á, sức khỏe quan trọng mà không có để ý gì hết trơn. Anh thấy Mỹ Xuyên nói đúng đó. Thôi được rồi. Nếu như mà em làm vài bữa nữa mà thấy không ổn á thì em sẽ xin anh chuyển qua khâu khác. Cũng được. Nếu thấy gì không ổn á, cứ nói với anh. Đừng cố chịu một mình nha. Anh Luân nè, hay là bây giờ anh em mình đi uống cà phê nha. Uống cà phê hả? Dạ. Nếu mà anh không đi được với em á thì em phải điện thoại qua tâm sự với ba em nè. Chứ em buồn lắm, không biết làm gì hết á. Thôi được rồi, anh sẽ uống cà phê với em. Nhưng mà để chiều nha, tại bây giờ anh đang làm việc mà. Vậy chiều mình gặp nha. Chiều anh sẽ qua đón em. Dạ. Thôi vậy bây giờ anh đưa ra mà cậu. Anh có thể giúp anh Trung lấy lại điện thoại của ảnh không? Là sao nữa? Dạ, tại hồi nãy anh Trung ra ngoài nghe điện thoại, cái ông Phú không thấy, ông lại tịch thu điện thoại của anh Trung mất rồi. Giờ anh giúp anh Trung lấy lại điện thoại nha. Chuyện này thì sao hả anh? Anh giúp ảnh được không? Chứ bây giờ mà không có điện thoại thì bất tiện lắm luôn á. Không cần đâu Mỹ Xuyên ơi. Tại anh vi phạm nội quy, bị giữ điện thoại là phải rồi. À, phải đó. Cha Phú không bỏ qua bất cứ chuyện gì cả. Chuyện này cũng hơi khó. Vậy giờ không lẽ bỏ luôn điện thoại hả? Thì có sao đâu à. Anh đi mua cái mới là được rồi. Lương công nhân lấy tiền đâu mua điện thoại mới anh? Tại anh bực mình quá, nói vậy cho sang á mà. Không sao đâu. Mấy bữa trước á, anh có người bạn gửi cho anh cái điện thoại cầm về quê cho gia đình. Dạ. Mà anh chưa có đem về nữa. Thôi bây giờ mất điện thoại rồi, lấy đỡ là xài rồi, chuyện này về quê á, đưa cho người ta. Anh thấy vậy cũng được á. Như vậy thì không còn chuyện gì nữa phải không? Anh nhắc nhở mọi người phải hết sức cẩn thận. Cha Phú không bỏ qua bất cứ chuyện gì cả. Dạ. Nhớ đó. Tụi em biết rồi. Em về làm nha.
chuyện gì vậy? Dạ đâu có chuyện gì đâu. Không có chuyện gì mà ngồi thất thần từ nãy giờ. Tại tự nhiên á, em thấy lo cho chị em quá. Chị ở trong bệnh viện một mình chắc là buồn lắm. Thôi em đừng có buồn, lát nữa xong việc á rồi vô thăm chị. Dạ em biết rồi. À hai chị nè, hai chị có nhớ cô gái mà mình gặp ở trong bệnh viện với giám đốc không? Ủa còn sao? Em thấy cô tới đây tìm giám đốc á, hai người ở trong phòng nói với nhau có vẻ bí mật lắm, chắc là họ có quan hệ gì đó. Thì chị thấy chuyện đó bình thường mà. Bộ giám đốc không được có bạn gái hả? Nhưng mà anh ta là thôi đừng có nói chuyện nhiều quá, một chú ông phú ông tới á là có chuyện nhiều hơn nữa đó. Chị đi qua lấy hàng về làm nữa không? Dạ. Không ngờ ba em lại tạo dựng được một công ty như vậy, từ hai bàn tay trắng làm nên. Lâu lắm rồi mới vào đây á. Vậy hả? Nhiều lúc em thấy hãnh diện nhà ba ghê. Ba em đúng là một người có tài phải không anh? Ừ. Ủa anh sao vậy? Anh có sao đâu, anh bình thường thôi mà. Thật lòng á thì anh cũng rất ngưỡng mộ ba em. Anh Lôn, dù gì em cũng tới đây rồi, tự nhiên em muốn đi tham quan khắp nơi quá. Hay anh dẫn đi nha. Sao tự nhiên hôm nay em lại có hứng muốn tham quan công ty vậy? Có gì đâu mà xem. Thì là công ty của ba em mà, em cũng muốn coi thử. À đúng rồi, tham quan thêm vài phân xưởng nữa nha anh. Phân xưởng hả? Dạ. Sao vậy anh? Em thấy anh có gì đó lo lắng lắm. Không có gì, tại anh đang nghĩ á, ở dưới phân xưởng rất là ồn ào và có nhiều loại hóa chất rất là độc hại. Anh sợ sẽ ảnh hưởng và không tốt cho sức khỏe của em. Em vô xem có một lần mà, cũng đâu có sao đâu. Với lại công nhân ở trong đó làm việc suốt ngày, họ không đâu có bị gì đâu. Nhưng mà... Đi đi anh, đừng có chần chừ nữa, đi nha. Chết rồi, phân xưởng đó có Trung đang làm việc. Nếu lỡ như Bích Thi xuống thấy là mệt đây. Đâu có sao đâu. Em thấy anh cứ thường người đó làm sao á. Anh còn mệt lắm hả? Có cần nghỉ chút không? Anh thấy hơi mệt chút thôi à. Nhưng mà anh vẫn chịu được không sao đâu. Không hiểu sao anh lại yếu như vậy á. Mà em thấy anh nhìn giống dân nhà giàu hơn là công nhân. Hả? Ờ, sao em lại nói vậy? Dạ. Thì mắt kính của anh kìa, nhìn mắt kính của anh á, hình như là hàng xịn đắt tiền lắm không? À, mắt kính này hả? À, anh không biết xịn không nữa. Cái này á là anh có người quen bên nước ngoài, họ gửi về, không biết mua nhiêu tiền nữa. Chứ anh làm gì có tiền mua đồ xịn. Dạ. Mà nhìn anh cao ráo trắng trẻo vậy, tướng tá anh cũng sang lắm chứ bộ. Em nói thiệt chứ, nhìn không quê chút nào hết đó anh. Em á, sao á, ba mẹ đẻ anh ra nó vậy rồi. Em nói vậy á, anh biết trả lời em sao? Thôi làm việc nhanh đi, rồi lát tranh thủ nghỉ ngơi nha. Ừ. À Mỹ Xuyên ơi. Dạ. À, tự nhiên thấy mệt quá à. Anh ra ngoài nghỉ chút nha. Anh có sao không vậy? Có cần em theo anh không? À, không cần đâu, anh ra ngồi nghỉ chút anh khỏe lại hả? Có gì nói với anh Phú giùm anh nha. Dạ, anh tranh thủ đi.
Mọi người, hôm nay sự của chúng ta có một bích tây thánh tâm. Mọi người cố gắng làm việc cho tốt nha. Mà nè, bây giờ em đã biết tình hình hoạt động công ty như thế nào rồi. Mình ra ngoài nha. Thôi, em chưa đi hết mà. Em muốn qua bên kia nữa. Anh tìm gì vậy? Anh đâu có tiền ở đâu? Tại vì anh nghĩ bây giờ ở đây nó ồn quá trời rồi. Bây giờ ở lâu không tốt với sức khỏe. Mình ra ngoài nha. Ở đây đúng là ồn thiệt á. Thôi vậy em không qua bên đó nữa. Để đâu nha. Dạ. Anh Luân. Hả? Em muốn tham quan về phân xưởng nữa. Gia đình em á là sản xuất ngành giày da, nhưng mà em không biết một chút gì về các công đoạn sản xuất ra một đôi giày là như thế nào hết. Nha anh. Anh nghĩ là chắc là không được rồi, tại vì anh có nhiều việc phải giải quyết gấp. Hẹn em hôm khác nha. Nhất định anh sẽ dẫn em đi xem từ A tới Z luôn. Anh với anh hai em á lúc nào cũng công việc, còn em á thì không ai quan tâm hết. Sao em lại nói như vậy chứ? Anh với anh hai của em á lúc nào cũng quan tâm tới em hết. Nhưng mà công việc á cũng quan trọng đâu có kém đâu. Em phải thông cảm với tụi anh chứ. Em nói giỡn thôi, làm gì mà anh căng thẳng dữ vậy? Em hay quá ha, cũng biết giỡn thật đó. Làm anh cứ tưởng là em giận tụi anh thật chứ. Mà nè, nếu chiều nay á anh mà quên cuộc hẹn với em á thì em sẽ giận anh thiệt luôn. Làm sao mà quên được chứ. Em yên tâm về nhà nghỉ ngơi đi. Nhất định anh sẽ qua đón em đúng giờ. Nhớ nha. Thôi bây giờ em về đây. Ủa sao hôm nay em lại đi bằng taxi? Dạ, tài xế nhà em á bị bệnh nên nghỉ đột xuất rồi. Em về nha. Em đến đón anh sớm một chút, nhưng mà gặp tai nạn cho nên em trễ một chút. Em bị tai nạn gì vậy? Em có sao không? Em bị giật dây chuyền. Cũng may á là chỉ bị trầy sơ sơ thôi. Em có báo với công an chưa? Tụi nó giật rồi chạy mất tiêu à. May á mà em còn giữ được cái mạng của mình. Tội cho em quá. Vậy mà hồi nãy anh còn giận em. Anh xin lỗi nha. Em bỏ qua cho anh đó. Anh có mang về cho em một món quà. Anh hy vọng là em sẽ hài lòng. Có anh là em mãn nguyện rồi. Không phải nó khoe với em á nha, 60 năm vẫn còn trẻ tốt đấy. Em biết mà. Anh nghỉ ngơi một chút. Em đã gọi thức ăn rồi, họ sẽ mang lên liền. Em chu đáo về à? Cảm ơn em nha. Cảm ơn Xuân vậy sao? Em không có chịu đâu. Anh không để Cưng bị thiệt thòi đâu. Anh biết Cưng làm tất cả là vì anh. Vậy á, coi như em làm tất cả vì anh là xứng đáng, đúng không? Đúng. Em, trong công ty ổn cả chứ? Ổn anh à. Con trai của tên Hiệp á, làm việc như thế nào? Cậu ta cũng khá. Khá? Tài giỏi đến mức phải gồm không? Em chỉ khen vậy thôi. Chứ cậu ta cũng không đáng gồm lắm. Đã vậy còn rất khiêm nhường. Phải nói là không khó để đối phó đâu. Vì vậy thì càng tốt. Càng khờ thì càng dễ sa khiến. Nhưng em phải nhớ nắm cặn kẽ mọi tình hình trong công ty rồi báo cho anh biết. Điều đó thì anh cứ an tâm. Mọi chuyện lớn nhỏ trong công ty đều không thể qua mắt được em. Vậy thì tốt rồi. Anh đang bắt đầu lên kế hoạch, cho nên mọi thông tin của em đối với anh rất là quan trọng. Vậy là công của em lớn lắm đúng không? Dĩ nhiên. Anh không quên công lao của em đâu. Khi nào anh nuốt gọn công ty
anh sẽ thưởng em hậu hỷ. Chị. Ủa? Chị mới về. Về rồi hả? Xe chị em để trong nhà xe rồi. Em gửi chị chìa khóa. Em cảm ơn. Sao? Nãy giờ đi dạo thành phố đó hả? Dạ, em có chút chuyện sẵn đi dạo thành phố luôn cho biết mà. Ta nói đi cho biết đó biết đây, ở nhà với chị biết ngày nào khôn. Dạ. Hồi nãy em tính rửa xe chị rồi, nhưng mà khách ngoài đó đông quá. Em sợ chị cần xe chị đợi thôi em chạy về đây luôn. Trời đất ơi, cái thằng này khách sáo không? Rửa làm chi cho nó tốn tiền gì không biết nữa. Ở ngoài sau nhà có cái vòi nước đó, em tha hồ xịt cho đỡ tốn, hiểu không? Dạ. Mà nè. Dạ. Chị hỏi này nè. Có chuyện gì chị? Em á có tính kiếm cái nghề khác làm không, hay là tính làm công nhân suốt đời? Em cũng không biết nữa, chưa biết nữa chị. Trời, phải có cái hướng chứ em. Chứ chị nói đừng buồn nghe, chị nhìn em á làm công nhân không có hợp đâu. Chị cũng thấy vậy nữa hả? Dạ. Kiếm nghề khác làm đi, làm công nhân cực lắm ha. Dạ thì tại vì em cũng học hành không tới đâu á, có việc là mừng rồi chứ em đâu có quyền lựa chọn đâu chị. Đúng rồi. Thôi chừng nào có đi đâu á thì cứ qua mượn xe chị ha, không có ngại gì hết. Dạ. Thấy không? Vậy thôi chị cho em mượn chìa khóa nha. Đi nữa hả? Không có, trời, em ra ngoài sao em lấy vòi rửa xe chị luôn. Được á, nè. Xong biết điều vậy là tốt đó. Em đi nha chị. Chị rửa đi. Chúc mừng anh, bước đầu như vậy là thuận lợi rồi. Tất cả là nhờ công của em. Chúng ta cùng hội cùng thuyền mà. Anh được lợi thì em cũng được hưởng lay chứ. Anh không để em bị thiệt thòi đâu. Anh không ngờ anh còn một vũ khí lợi hại là con gái. Chuyến này á là gia đình ông Hiệp khó thoát được khỏi mẻ lưới của mình. Cũng may mắn là anh được đứa con gái vừa xinh đẹp là khôn ngoan. Khi con gái anh về làm dâu nhà ông Hiệp rồi đó, lúc đó chúng ta muốn gì mà không được. Anh đúng là cao tay. Sắp tới anh định sẽ làm gì? Anh sẽ tới thăm cô rể tương lai của anh với mục đích là để tìm hiểu nó. Và sẽ biến nó thành con rối bằng cách đưa con gái anh về, đúng không? Đúng ra em càng ngày em càng hiểu anh. Em không hiểu anh thì ai hiểu anh được chứ. Em lợi hại đến mức đến anh còn phải khâm phục đó. Ý em là anh lợi hại đến mức em ngưỡng mộ. Anh. Ba ơi, chỉ giùm con bài toán này đi. Khó quá à, con làm không có được. Đâu, có bài toán mà làm cũng không được. Ba chỉ con đi. Cô biết đâu mà chỉ. Lúc trước có mẹ ở đây, con kêu mẹ chỉ là mẹ chỉ liền à. Giờ mẹ đi rồi, ba chỉ con đi. Con tự làm đi, ba có biết con số nào đâu mà chỉ. Con không biết, mới hỏi ba. Nếu không làm cô sẽ la con, còn bắt đúng phạt nữa. Phải chi, có mẹ ở đây thì hay biết mấy. Thì đừng có nhắc mẹ mày nữa đi. Mẹ mày bỏ mày rồi. Không có đâu, mẹ không có bỏ con. Mày con nít rồi biết cái gì.
Mẹ mày chán cảnh dưới quê, lên thành phố sống ở trên đó rồi, đã bỏ mày rồi. Không có mà, mẹ đi làm mà. Đi làm? Mà tao gửi thơ lên mấy lần, có gửi về đâu. Rồi tiền tháng này cũng có thấy tâm hơi về đâu. Không có đâu, ba nói xạo, mẹ thương con, mẹ thương cô Út lắm. Bây giờ mày bướng phải không? Mai mốt không có được nhắc mẹ mày trước mặt tao nữa chứ. Mệt nhưng mà vui chị ha. Nếu mà ngày nào mà cũng được tăng ca như vậy á thì mình sẽ kiếm thêm thu nhập đó. Đúng rồi đó. Mình được tăng ca là mình được tăng tiền. À, nhưng mà chị thấy á, tăng ca hình như nhiều người không thích. Chị thấy có nhiều người than thở dữ lắm. Ừ. Tại vì mấy người đó không thích tăng ca. Chứ em á hả, em thích tăng ca lắm. Lâu lâu tăng ca thì vui chứ bộ. Chừng nào tăng ca hoài mới mệt. Em cũng thích tăng ca. Mình bỏ công ra một chút nhưng mà mình kiếm thêm tiền. Ừ, đúng rồi đó. Chị cũng nghĩ vậy. Mình bỏ công một chút, mình chịu cực khổ một chút, mình có thêm tiền. Ừ. Chứ mình chờ tiền lương tháng hả, dù mình có xài tiết kiệm cỡ nào đi chăng nữa thì cũng đâu có để dành được bao nhiêu đâu. Không biết hai tụi em sao chứ chị còn chồng chị với hai đứa nhỏ nữa nên cũng hơi cực. Ngồi nghỉ tí đi. Dạ. Ai cũng khó khăn hen. Ừ. Em không phải giúp cho ba mẹ của em nhiều, nhưng mà em có một đứa em đang tuổi ăn học nên cũng phụ giúp cho ba mẹ em một chút. Em thì cũng nhà nghèo nhưng mà đỡ hơn hai chị á, là em không phải lo cho ai hết trơn á. Nhưng mà dù sao á, em cũng phải ráng kiếm tiền để dành lo cho sau này á. Ừ, vậy là ai cũng có khó khăn riêng của mình hết. Ờ, mà tự nhiên anh nói chuyện vui cái nhảy qua nói chuyện này à. Mình đang nói chuyện hả, tăng ca kiếm thêm tiền mà nói chuyện đó đi vui hơn. Đang nói chuyện tăng ca vui mà. Em hả, em muốn tăng ca liên tục luôn á. Thì tăng ca ai mà không vui, nhưng mà cũng tăng vừa vừa thôi, chứ tăng nhiều quá sức đâu mấy chị em mình làm đây. Không có đâu nha, em còn trẻ, em còn khỏe lắm. Em muốn hả, tăng nữa, tăng mãi, tăng hoài luôn cũng được. Bây giờ thì nói hay lắm. Tới lúc mà hả, tăng ca quá trời luôn á, cái lúc đó như vậy nè. Ủa gì vậy? Bộ tự nhiên đang vui cái mặt em biết xị vậy? Bộ chị nói đúng tim đen của em mà phải không? Không có. Tại tự nhiên em thấy nhớ anh Duy quá à. Không biết giờ này anh đang làm cái gì nữa. Chắc là Duy đi đâu đó chơi rồi sẵn tìm việc làm luôn. Chị thấy Duy còn trẻ nên chắc là người ta sẽ nhận làm thôi mà. Đừng có lo lắng quá. Chị nghĩ chắc là vậy đó. Thì cứ như theo kế hoạch mà mấy chị em mình đã bàn đi. Có thể đây là cơ hội để Duy nó sửa đổi, để nó tự đi tìm công việc mà nó tự làm. Thôi, vô nhà tắm rửa kiếm gì ăn đi rồi ngủ. Ngồi đó làm gì, sáng mai còn làm nhiều chuyện lắm đó. Trời ơi mệt, tôi mới ngồi cốt xíu bắt đi vô rồi. Đi vô đi cô nương, khổ quá. Anh Trung, anh Trung, anh sao không vậy? Anh mệt quá. Trời ơi, to dữ quá hả? À. Mọi người giãn ra xíu được không? Anh Trung thở. Trung, hỏi sao vậy? Dạ, bị ngập khói anh. Vậy hả? Mau đưa cậu ấy lên phòng y tế cấp cứu đi. Dạ. Nhanh lên. Cẩn thận, từ từ. Thôi được rồi, mọi người trở về làm việc đi, cậu ấy sẽ ổn thôi. Đi đi. Vụ gì nữa vậy ông Mạnh? Trung bị ngất xỉu, ngộp khói.
bài đặt ngất xỉu ngộp cối này nọ này kia nè. Nói thật với ông á nghe, cái thằng đó nó vô đây nó làm công nhân mà tôi tưởng nó là giám đốc hay là con nhà công tử bột gì vậy chứ. Anh Phú à, anh là mới ăn nói cho đàng hoàng một chút, người ta vì công việc cho nên mới bị như vậy, ai mà muốn đâu. Nè còn ông á, tôi nói cho ông biết nghe, chỉ có ông là binh vực tụi nó thôi, còn đối với tôi á hả, đã vô đây làm công nhân là phải chịu như vậy thôi. Anh Phú, anh sống làm ơn có tình người một chút, biết thương con người với nhau. Lỡ như cái người bị nạn là anh, lúc đó mọi người bỏ đi hết thì anh sẽ nghĩ như thế nào? Ê, anh nói cái gì bậy bạ vậy? Nè, sức khỏe tôi còn ngon lành nghe, đừng có lợi dụng cơ hội mà trù ẻo nghe chưa. Tại sao còn có những con... Nè 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 nè, mấy người ở đây nè, làm việc cho nó nhanh nhanh lên nghe chưa. Làm việc nhanh nhanh, cố gắng làm việc nhanh nhanh lên giùm cái. Đúng là cái công ty này nó xui xẻo, tuyển dụng công nhân cái đợt này toàn những người ống ẹo. Mới tăng ca có một ngày, mặt mày ai xanh xao như là tàu lá. Còn mấy người ở đây nữa nè, cố gắng làm việc nhanh nhanh đi nha, đừng có làm lề mề chậm rề, 5 ngày 7 bữa đòi hỏi cái này cái nọ cái kia không à. Làm việc nhanh lên giùm cái đi. Anh Phú gì? Anh nói đủ chưa vậy? Sao? Sao lúc nào anh cũng la âm sờm hết vậy? Cứ để người ta làm việc tự nhiên đi, rồi công việc sẽ tốt thôi, đâu có cần anh phải nhắc nhở. Tôi nói cho ông biết nghe, bây giờ cái ý ông sao? Mỗi người có một nhiệm vụ nghe, ông đừng có chen vô cái chuyện của tôi nghe chưa. Tôi nói ở đây á là anh có biết người ta làm vất vả như thế nào không? Lúc nào anh cũng la âm sờm hết vậy, thì sao người ta làm việc? Làm công nhân đương nhiên là phải chịu cực chịu khổ rồi. Đã vô cái công ty này làm là phải làm hết sức mình, đem cái lợi cho công ty này. Tôi nói vậy không đúng hay sao? Nhưng mà anh có bao giờ làm cái công việc này chưa? Ngu sao làm? Tôi là quản đốc, tôi là người quản lý điều hành sắp xếp mọi công việc, đôn đốc nhắc nhở cái bên trưởng này. Chứ tôi làm công nhân chi? Nếu vậy á thì đừng có nói. Anh có biết là người ta làm vất vả và khổ cực như thế nào không? Anh có giỏi thì hãy bắt tay vào làm, thì lúc đó anh mới hiểu và anh mới chia sẻ được với người ta. Anh lúc nào cũng la mắng người ta, chỉ tay năm ngón hết. Ông à, ông giỏi, ông hay lắm. Được rồi, hãy đợi đấy, nghe không? Công nhận anh mạnh cáo để ghê à. Chỉ có anh mới khiến cho ông ta thụt ngồi như vậy. Đừng có giỏi mừng, không phải lúc nào tôi ở đây để binh vực mọi người đâu. Phải chi hắn như anh Mạnh thì đỡ khổ biết mấy. Tôi không phải là người dễ dãi đâu. Mấy người mà làm lười biếng á, tôi đánh dấu trừ công, trừ lương, lúc đó đừng có trách tôi nha. Tức cực ra. Ba. Gì nữa? Dễ giờ đi học đi con, ba bốn gì? Hôm nay là hạn chót đóng tiền cho cô đó ba. Hôm nay cô đòi hoài à. Sao hôm nay cô đòi bây giờ con mới nói? Tiền đâu ba đóng liền. Nói sợ ba la. Giờ sao hả ba? Mẹ của mày á, đi làm không đủ nuôi cả nhà, vậy mày đặt lên tiếng. Nó đi thành phố làm ăn nuôi cả gia đình. Có nước chán chê cảnh đồng ruộng muốn rủ bỏ thì có. Là sao hả ba? Con nít biết gì mà hỏi. Thôi đi học đi, chiều ba gặp cô giáo ba nói thiếu lại chứ làm sao. Mấy đứa bạn con đóng hết rồi. Thôi kệ người ta đi, bây giờ con cần tiền liền, ba đâu có đâu mà đóng. Nó chết là chết mẹ của mày kìa. Thằng Út nó bệnh nằm giờ giàu, sáng giờ ba không có tiền mua thuốc cho nó nữa kìa. Hồi sáng giờ thằng Út nó nằm mê man, làm con sợ lắm. Ba gán kiếm tiền dẫn nó vô bệnh viện nha ba. Ba biết rồi, con lo đi học đi. Ba đi học. Ừ. Thank you.
nãy sao trời. Có hai đứa con mà nuôi cũng không nổi. Mình đúng là tệ hại. Cháu Linh đã nợ lại tiền học phí quá 3 tháng rồi. Mong là gia đình nhanh chóng hoàn tất để cháu được tiếp tục học. Con mua ít thuốc hạ sốt cho con Út nó uống. Một lát á, con đưa nó đi bệnh viện liền đi nha con. Dạ. Còn đây á, là tiền. Con đi đóng tiền học phí cho con Linh. Ủa tiền đâu má có vậy má? Ờ, thì tiền má dành dụm lâu nay đó. Má có làm cái gì ra tiền đâu mà dành dụm? Rồi đi vay hỏi người ta, rồi đóng lời cũng mệt lắm đó. Con tính kỹ lắm rồi. Không mấy như vậy nè, con bán ở nhà bên đó, rồi tìm cách làm ăn, rồi con về con tá túc bên đây, sẵn đó phụng dưỡng cho má luôn. Chứ tính không khéo á, coi chừng gia đình mình chết chùm nữa má. Không có được đâu con. Con phải ráng giữ lấy cái nhà để còn có chỗ che mưa che nắng. Con để dựng vợ gả chồng cho mấy đứa nhỏ nữa. Má nói thiệt, má vừa bán mấy chậu kiểu quý của ba con để lại á, còn nước còn tát mà con. Nhìn ảnh cao to khỏe mạnh như vậy mà công tử ghê chị ha. Em nghĩ là chắc ảnh không hợp với nghề công nhân đâu. Không có đâu, chị nghĩ ai mới vô làm cũng vậy hết á, chắc rồi cũng sẽ quen thôi. Nhưng mà tình trạng vậy, chắc chị khuyên Đình Trung xin vô khâu khác làm quá à. Chị Nga, em thấy anh Trung anh cũng ổn rồi. Hay là mình về xí nghiệp làm đi. Chứ không á, ông Phú lại kiếm chuyện với mình nữa. Ừ đúng rồi đó. Ấy thôi tụi mình về đi. Cưng thấy làm sao Xuyên? Bác sĩ nói ảnh bị sốc phản vệ nên bị ngất đi. Hồi lúc nãy bác sĩ có chích cho ảnh rồi, nói là xíu nữa tỉnh dậy sẽ khỏe thôi. Nhưng mà bây giờ ảnh chưa có tỉnh, rồi em không biết lát nữa có gì xảy ra hay không. Nếu mà bây giờ mình để ảnh ở đây một mình á, thì em không yên tâm tí nào hết á. Ừ Lê, chị thấy Mỹ Xuyên nói đúng á. Hay giờ chị tính vậy ha, chị với bé Lê sẽ về xưởng làm tiếp. Em cứ ở lại đây chăm sóc cho Đình Trung đi. Không sao đâu, có gì chị về chị sẽ thông báo qua cho anh Mạnh biết. Rồi lỡ như ông Phú có kiếm chuyện á, thì anh Mạnh cũng nói đỡ cho tụi mình. Nhưng mà... Không có nhân nhị gì hết. Thật ra thì Đình Trung đâu có ai là người thân trên này đâu. Với lại ở đây một mình chị thấy cũng không yên tâm lắm. Em đừng có lo, cứ chăm sóc đi. Rồi ngày mai chị xin nghỉ, rồi chị vô chị thay ca cho em, rồi em về em đi làm tiếp. Ừ, phải đó chị Xuyên, anh Trung cần người chăm sóc mà, chị ở lại đây thì tốt hơn. Dạ, vậy thôi được rồi, em sẽ ở lại. Vậy giờ chị với Lê về xí nghiệp làm tiếp đi. Ừ, em đừng có lo, có gì chị nói với anh Mạnh cho, đừng sợ. Chị đi nha. Dạ. Vậy em về nha. Anh Trung à, khi hết bệnh anh cũng nên tìm việc khác đi. Với vẻ ngoài như vậy anh có thể tìm được một việc khác tốt hơn đó. Gương mặt của anh nhìn rất là thông minh. Ờ mà sao mình cũng vô duyên thiệt. Xíu vô chuyện người ta làm gì.
ảnh làm gì, suy nghĩ gì, dính dáng gì tới mình đâu. Anh cười rồi buông lấy em, và em có đôi lần bật khóc giữa đêm. Ngày hôm qua mãi không quay về vì đôi ta đánh mất nhau. Hay ngày hôm qua mãi không quay về vì cả hai chúng ta. Em nghe nè, anh xong việc chưa vậy? Vẫn chưa xong, công việc khá nhiều. Còn em, em thấy trong người thế nào rồi? Em vẫn khỏe mà. Anh lo công việc đi nha. Có gì em sẽ gọi cho anh. Em phải cố gắng uống thuốc cho mau hết bệnh nha. Chắc là nhờ này anh không quan tâm em đâu rồi. Tại vì anh có hẹn với khách hàng. Dạ, vậy hả? Ngày mai khi xong việc á, anh sẽ qua thăm em. Em đừng buồn nha. Anh khờ quá à. Anh lo công việc mà, sao em lại buồn anh chứ? Em hiểu như vậy á, là anh rất vui. Ừ, thôi em nghỉ ngơi đi, anh làm việc tiếp nha. Dạ, chào anh nha. Vậy đành thôi giữ riêng một mình, lời xin lỗi khi đã xa chỉ buồn thêm. Và em cũng mơ về một giấc mơ buồn. Cô nghe điện thoại của ai mà buồn dữ vậy? Dạ, của bạn con. Của cậu Hải Lương phải không? Tôi thấy sáng tới giờ cậu ấy chưa đến thăm cô nghe. Dạ, chắc ảnh bận lắm cho nên không đến được. Nói thật cô đừng buồn. Các cậu con trai bây giờ khó lòng tin tưởng lắm cô à. Nhất là các cậu sống lâu năm ở thành phố. Dạ, anh Luân không phải là người như cô nghĩ đâu. Anh ấy rất tốt với con mà. Ấy, nhiều khi là cậu ấy thương hại cô cũng không chừng đó. Chứ nếu mà thương cô thật lòng á, thì cậu ấy phải biết thu xếp công việc lại để mà đến với cô. Chứ đâu có ai mà đổ thừa hoài như vậy được. Không lẽ bây giờ đó, cái công việc bận đến cuối năm mà cậu ấy phải đợi đến cuối năm mới đến được với cô làm sao? Chuyện này tôi thấy cô á cũng đừng nên buồn làm gì. Đón biết trước được đó anh ta sẽ thay đổi thì mình chuẩn bị tâm lý cũng tốt mà. Mấy người á, một người á thì bày ra cái kế để nghỉ việc, còn mấy người á là thừa nước đục thả câu. Anh nói gì kỳ vậy? Ai mà bày kế, ai mà thừa nước đục chứ? Chứ không phải hả sao? Thằng Trung á thì nó mưu mô, nó bày ra cái kế nó bệnh để mà nó nghỉ việc, thấy không? Còn mấy người á thì nghe theo nó, hay quá ha. Thôi để thưởng cái công hay đó đó, tháng này mấy người sẽ bị trừ bớt lương nghe không? Nè, sao anh vô lý quá vậy? Sống không có chút tình cảm gì hết trơn á. Anh Trung bị bệnh thiệt mà không ai giả bộ hả? Nè, nói cho mấy cô biết, tôi chứ không phải khờ khạo như ông Mạnh đâu, mà nói cái gì nghe cái nấy. Nè,
mấy cô nghĩ cái gì, mấy cô muốn làm cái gì là tôi biết. Đừng có hòng mà qua mặt tôi nha. Chúng tôi không có nghĩ gì hết á. Chính anh á, anh mới nghĩ sai về chúng tôi đó. Lúc nào cũng kiếm chuyện hết trơn á. Nếu thật sự chúng tôi có nghĩ làm thì chúng tôi cũng làm bù chứ bộ. Chúng tôi luôn hoàn thành đúng định mức của công ty đề ra, chưa bao giờ làm tổn thất cho công ty hết. À, làm bù hả? Nè, có thì mới nói nghe. Nhưng mà chờ tới mấy người làm bù á, biết đến khi nào. Bây giờ trước mắt á, tôi lập biên bản để mà trừ lương mấy người, nghe không? Anh... Thôi bỏ đi chị. Nói chuyện với mấy người này á, không ăn thua gì đâu. Em nói đúng rồi đó. Nói chuyện với mấy người vậy á, thà mình nói chuyện với con trâu còn sướng hơn. Gì? Tôi chửi đi. Bây giờ mấy người muốn chăn trâu là tôi cho mấy người về quê chăn trâu để nói chuyện với trâu. Nghe không? Khỏi tới đây đàn. Nhà quê một bài đặt. Lo làm đi. Dạ chào bác sĩ. Bác sĩ ơi, cho em hỏi là tại sao lâu quá rồi anh không tỉnh dậy à? Cô đừng có lo quá. Chúng tôi đã xử lý tình trạng của anh ấy một cách tốt nhất. Những mũi thuốc sẽ có tác dụng. Có thể một chút anh ấy sẽ tỉnh lại. Dạ, cảm ơn bác sĩ ạ. Nhưng cô cũng nên túc trực bên anh ấy. Có gì bất thường thì báo ngay với y tá trực. Dạ, tôi nhớ rồi. À mà, cô nên tranh thủ ăn một chút gì đi. Không khéo á, người bệnh lại khỏe, còn người nuôi bệnh á, thì bệnh đó. Căng tin nó sao giải tòa nhà này. Dạ tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ ạ. Không biết có chuyện gì nữa không? Chắc là ông muốn nghe mình chửi á chị. Cái ông này á, khóa nghe chửi lắm. Tôi đã suy nghĩ lại rồi. Nếu mà làm căng quá thì tội nghiệp cho hai người. Bao giờ vậy? Nếu mà hai người đồng ý ký vô cái biên bản á, là tôi sẽ để cho hai người tiếp tục làm việc. Còn nếu không á, là tôi ghi ngày hôm nay hai người giặt mặt. Tôi thấy là tôi không có lỗi gì để phải ký vào biên bản đó hết. Dám lớn tiếng cãi nữa, muốn bị đuổi việc không? Có chuyện gì nữa vậy? Anh Mạnh, anh ta đúng lúc quá. Anh Phú bắt em chị Nga ký tên vô biên bản á. Sao vậy anh Phú? Còn sao nữa không? Hai người này tự ý bỏ việc, đưa thằng Trung đi bệnh viện. Cái điều này ông đã biết rồi mà. Thì hồi nãy á, Trung bị ngất xỉu ở phân xưởng, anh cũng biết mà. Chính tôi yêu cầu người khác đưa Trung lên phòng cấp cứu. Và hai người này vẫn làm việc bình thường. Tôi không hiểu tại sao anh dành quá nhiều thời gian để gây nhiều rắc rối cho mọi người. Tốt nhất á, anh hãy tạo điều kiện cho họ chăm chỉ làm việc hơn. Nè, ông đừng có nên binh vực họ nghe. Đưa đi bệnh viện thì một người đủ rồi, cần gì phải tới hai người. Trung cao to như vậy, một người xây sở làm sao được. Và bây giờ họ cũng trở lại làm việc bình thường rồi. Nếu mà có thời gian họ sẽ làm bù, anh lo gì chuyện đó. Mấy người là định kết bè kết phái, rồi bao che, rồi binh vực với nhau, có đúng vậy không? Được rồi, tôi thử mấy người bao che binh vực với nhau được bao lâu nữa, nghe không? Anh Mạnh, cảm ơn anh nha. Nếu không nhờ có anh á, em với chị Nga bị ông Phú phạt rồi đó. Không có gì đâu, hai chị em làm việc bình thường đi nha. À, nè anh cân nhắc hai chị em nè, hãy cẩn thận với ông đó. Có việc gì á, cứ nói riêng với anh nha. Làm gì đi. Mời anh. Chút đi thay cái mặt khác giùm anh nha. Cố gắng làm việc nha. Mình làm gì vậy hả? Nè, đứng im à. Ra mày không phải là một thằng công nhân bình thường. Mày là giám đốc giả dạng. Mày làm gì vậy với mục đích gì hả? Mấy người nói gì vậy? Tôi không hiểu gì hết á. Để tôi làm tiếp. Đứng im ra. Đứng im đó. Tao đâu có ngu mà tao tha cho mày.
trong khi tao đã biết rõ âm mưu của mày, cố tình vô đây để nắm tình hình rồi mày tấm cổ tao ra khỏi nhà máy này, đúng không? Nếu mấy người không làm gì sai sao phải sợ chứ? Ráo thì mày nghe, tao sẽ không tha cho mày đâu. Tụi bay đâu, bắt lấy nó, còn đem xuống gọi cho tao. Nè, tôi sẽ kiểm mấy người đó. Ui nè, thả tôi ra, đừng lại đó. Mày đã biết rõ tao là ai rồi em, đem nó vô kho. Buông tôi ra, phải chỉ với người đó. Buông tôi ra. Anh Trung. Có chuyện gì vậy? Buông ra. Cô mau ra cho một mũi thuốc an thần. Dạ. Anh Trung. Ôi. Anh ổn rồi phải không? Đây là đâu vậy? Sao anh ở đây vậy? Dạ, hồi nãy anh bị xỉu nên là mọi người đưa anh vô đây, rồi cử em ở lại chăm sóc cho anh. Thì ra là vậy. Làm phiền em quá. Cảm ơn em Mỹ Xuyên. Dạ, ơn nghĩa gì chứ. Anh tỉnh lại như vậy là tốt rồi. Thôi giờ anh nằm nghỉ đi. Anh nằm nghỉ đi. Rồi lát nữa bác sĩ vòng lại á, mình xin về sớm. Ừ Lê, một tí nữa em có vô thăm chị hai của em không? Dạ không, chị mới gọi cho em á, nói là hôm nay khỏi tới, tại vì hôm nay có anh. Anh? Dạ không, ý của em là hôm nay có bạn của chị vô thăm chị rồi, nên là em không cần phải tới. Ừ, thôi vậy cũng tốt, bây giờ mình chỉ về chuẩn bị nấu đồ ăn để đem vô cho Xuyên với Đình Trung thôi. Ừ, dạ. Chị Nga nè, không biết á, là anh Trung nằm ở trong lâu không ha? Chị cũng không biết nữa. Nhưng mà em có thấy lạ không? Cậu Trung á giống như là con tiểu bột vậy đó. Nhìn thấy không có khỏe giống như công nhân nam trong xưởng của mình. Ừ, em cũng thấy vậy á. Mà cũng may á là có chị Xuyên ở trọng với anh á, vậy mình cũng yên tâm hơn chị ha. Chào anh, mời anh vào. Quán chúng tôi có rất nhiều món đặc biệt. Thật ra thì tôi... Anh cứ vào đi, giá rẻ bất ngờ. Dạ. Lẽ ra là con phải qua nhà bác mới phải. Đằng này lại phiền bác đến đây dùng cơm với con. Thiệt tình là con thấy ngại quá. Sao lại ngại? Chính con đã mời bác đến đây để dùng bữa tối mà. Tại thường là con ăn cơm với daddy của con. Nhưng mà bây giờ daddy con đi rồi, con ăn cơm một mình cũng thấy buồn. Mà con biết bác á, cũng chỉ có ăn cơm một mình thôi. Cho nên là con cố tình mời bác qua đây dùng cơm với con đó. Nhưng mà con cũng phải suy nghĩ dữ lắm con mới dám mời bác qua đây dùng với con á. Sao vậy? Tại vì con nấu ăn không có được ngon cho lắm. Nhưng mà con muốn làm một bữa cơm thật sự thân mật để cùng ăn với bác. Nếu như mà lỡ có dùng không ngon miệng, bác đừng có cười con nha. Sao con lại nói vậy? Con khéo lắm đó, con người khiêm tốn nữa rồi. Dạ, bác dùng đi bác.
Anh thấy ngại quá. Tự nhiên khiến Mỹ Xuyên với mọi người á phải lo lắng vì anh, làm phiền mọi người ghê luôn á. Mà công nhận á, sức khỏe của anh yếu thiệt luôn á. Sao khi không anh lại làm ở chỗ nung khuấy bột nhựa vậy? Đó đâu phải là trách nhiệm của anh đâu. À, tại có người nhờ anh cho nên anh giúp. Nhưng mà ai ngờ đâu tự nhiên cái van nó bị xì. Anh bị ngạt do hít phải cái mùi nhựa nóng chảy. Theo nguyên tắc là anh không được rời khỏi vị trí làm việc của mình. Vậy mà anh còn đi giúp người khác nữa. Chỉ là sự cố thôi mà. Cũng may cho anh đó, van chỉ bị xì thôi. Đường ống mà nổ tung một cái, em không biết anh sao luôn á. Đường ống mà nổ tung á thì anh sẽ mọc đôi cánh. Anh làm thiên thần, suốt ngày bay theo Mỹ Xuyên để bảo vệ Mỹ Xuyên. Không dám đâu, anh theo ám em thì có. Mà không ngờ anh lại bị ngạt như vậy nữa. Cũng may là có mọi người đó. Con mời bác. Mời con, con dùng đi. Dạ. Ngon thiệt đó con. Chắc là bác khen an ủi con thôi, chứ con biết tài nấu ăn của mình á còn tệ lắm. Không, bác khen thiệt tình á. Mà con làm ra bác rất là bất ngờ. Không ngờ con khéo tay thiệt. Bây giờ như vậy là hiếm lắm á. À, cảm ơn bác. Thời buổi bây giờ đó con, con gái thì về nữ công gia chánh á dở lắm. Nhất là trong những bữa cơm gia đình như thế này thì hơi vụng về. Cũng như con thi nhà bác nó cũng vậy thôi. Trời ơi, có đời nào mà nó rớ tay vô ba cái chuyện bếp núc đâu. À, thật ra thì con thấy nấu ăn cũng có thú vui đó chứ. Được nấu nhiều món ăn ngon cho những người thân thương của mình cũng thú vị lắm. Nè, con mời bác. Dạ, anh ấy sao rồi bác sĩ? Các phiếu xét nghiệm đều cho kết quả bình thường. Không sao đâu, đã ổn, có thể xuất viện ngay bây giờ. Vậy thì tốt quá, cảm ơn bác sĩ ạ. Nhưng sức khỏe của anh ấy chưa hẳn bình phục, cần nên nghỉ ngơi nhiều và được bồi dưỡng. Dạ, tôi nhớ rồi, cảm ơn bác sĩ ạ. À, anh làm công nhân, vậy nên nghỉ vài ngày, không nên vội làm việc ngay. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Anh đúng là may mắn thiệt, có cô bạn gái lúc nào cũng túc. Duy nè, kể anh nghe coi, từ sáng giờ em làm gì? Thì em đi xin việc, nhưng mà chưa có. Em đang nản đây nè. Thì em cũng phải từ từ chứ. Sài Gòn này á, việc cũng nhiều, nhưng người á, thì cũng đông. Cho nên việc tìm đến mình cũng rất khó. Cái gì cũng phải cần có thời gian. Dạ em biết rồi. Thì để mai em đi coi tiếp coi sao. Chứ thất nghiệp vậy chán lắm. Em biết nghĩ vậy là tốt rồi. Mình còn trẻ cho nên phải cố gắng làm việc. Dạ. Yeah. À, anh Mạnh. Ừ? Anh nhìn em đi. Sao? Ừ, anh thấy tướng tá em vậy nè. Ừ. Sức khỏe em vậy. Ừ. Em làm gì? Để xem. À, mà em có thể làm... Làm gì? Nhanh lên. Hả? Tướng tá thì cũng ngon lành thật đấy. Nhưng mà... Mà thôi đi, miễn em làm người đàng hoàng là được rồi. Hả? Trời ơi, ai mà không muốn làm người đàng hoàng. Cái quan trọng á, mình đàng hoàng, nhưng mà người ta có đàng hoàng với mình hay không? Cái đó thì mình phải tự tu thân cho mình. Thiên hạ thì vô vàn, mỗi người mỗi tính. Em so đo hơn thua với từng người thì thời gian đâu mà vui sống. Dạ, em hiểu rồi. Nhưng mà cứ thất nghiệp như vậy vui nổi gì? Chung quanh em còn rất nhiều người thân. Chẳng lẽ em buồn rồi cho mọi người phải buồn theo em sao? Ừ.
Bác về cẩn thận nha. Ngày mai á con sẽ qua đón bác, con sẽ chở bác đi dạo khắp thành phố luôn. Cảm ơn con. Cũng may bác qua đây có con chăm sóc đưa đón, chứ không thôi là buồn tẻ lắm á. Bác bác lại khách sáo nữa rồi. Bác xin lỗi, bác quen miệng thôi mà. Thôi bác xin phép về nha. Dạ con chúc bác ngủ ngon. Con cũng ngủ ngon nha. Dạ con chào. Bye bác con. Để con đưa bác ra ngoài. Thôi được rồi con. Dạ để bác mình đến đó bác à. Dạ dạ bác về. Ủa đúng giờ dữ ha. Sống ở nước ngoài quen rồi anh. Làm gì cũng phải đúng giờ chứ không là bị thất nghiệp đó. Vậy hả? Anh nói cũng chi lý đó. Chứ ở Việt Nam mình thì ưa lề mề lắm. Cái vấn đề này là phải suy nghĩ lại nha. Khi mà làm tốt rồi thì mới tiến bộ được. Mà anh dự tiệc sao rồi? Có vui không? Vui lắm. Mà phải công nhận con bé nó giỏi thiệt anh. Nó nấu món nào cũng ngon. Con dâu của anh vừa giỏi vừa đẹp. Anh là nhất xứ rồi đó nha. Thôi mình đi anh. Dạ. Xe tôi đậu dưới bãi xe cuối phố đường á. Vậy hả? Dạ, thôi mình đi. Sao bỗng như hôm nay mình giỏi dữ vậy ta? Những món nào mình chọn á, bác Hiệp cũng thưởng thức ngon lành hết. Vậy là mình thành công quá rồi. Bây giờ thì mình sẽ tự thưởng cho mình cái gì đây ha? Con nghe này đây đi. Con đó hả? Sao? Mọi chuyện bên đó ổn phải không con? Ba cứ yên tâm, mọi chuyện ổn hết luôn. Nhất là chuyện của bác Hiệp á, con làm rất chu toàn. Con giỏi lắm. Tốt. Ông ta mới vừa ở nhà mình dùng cơm xong rồi về đó. Sáng mai á, con sẽ đưa ông ta đi dạo. Nhưng mà con dám chắc với bà một điều là ông ta đã chấm con là con dâu của ổng rồi đó. Vậy thì quá tốt rồi. Chuyện ba chỉ muốn có vậy thôi. Con cứ tiếp tục lấy lòng ông ta đi. Ba cứ yên tâm đi. Bây giờ con dám đảm bảo với ba là ngoài con ra, ông ta sẽ không chọn bất kỳ người nào cho con trai của ổng hết á. Con dám chắc luôn. Nếu con khẳng định như vậy thì ba yên tâm rồi. Nhưng ba cũng nhắc cho con nhớ, hãy cẩn thận. Con biết rồi mà. Thôi bây giờ khuya rồi con đi ngủ đây. Ba cũng biết là giờ này á hả, bên Mỹ đang là ban đêm mà. Bye bye daddy. Ok, good night. Em làm thủ tục cho anh xong hết rồi đó. Anh ngồi nghỉ xíu rồi về sau nha. Bây giờ em về trước. Ủa sao không về chung cho vui? Dạ thôi, không được đâu. Tại em đã nói xe buýt em về. Anh về sau đi. Thôi, vậy mới không được đó. Thì anh với em về chung cho tiện. Em về em còn ghé chợ em mua đồ nữa. Em không đi với anh được đâu. Nha. Hay là em ngại chuyện hồi nãy đúng không? Chuyện hồi nãy là chuyện gì? Em không nhớ gì hết á. Thì chuyện hồi nãy cô y tá với anh bác sĩ hồi nãy nói hai đứa mình á, em ngại đúng không? Dạ không có. Mà thôi, em nói em đi riêng là em đi riêng. Anh rắc rối quá à. Có rắc rối gì đâu, về chung đi. Em mà về riêng một mình á, anh thấy ngại lắm. Ngại gì mà ngại. Thôi đừng nói chuyện này nữa, em về trước nha. Em về nha. Anh ạ. Anh bị sao vậy? Anh không biết nữa. Tự nhiên cái đầu anh nhức quá. Anh đau đầu quá Mỹ Xuyên. Chết rồi. Anh như vậy không biết sao về một mình được nữa. Anh đau lắm hả? Tôi để em chạy ra em kêu bác sĩ vô cho anh nha. Mỹ Xuyên, không cần kêu bác sĩ đâu. Chắc là anh ngồi nghỉ chút chắc mới hết rồi. Anh ý ơi không à, để em chạy ra em kêu bác sĩ vô khám coi anh sao. Không.
Alo. Alo. Dạ, em là Mỹ Xuyên nè anh Mạnh. Anh đến bệnh viện liền được không anh? À, có chuyện gì vậy hả Xuyên? Dạ, bác sĩ cho anh Trung xuất viện rồi. Nhưng mà tự nhiên anh đau đầu. Bây giờ em không biết xoay sở sao hết đó. Được rồi, anh sẽ đến đây. Dạ, anh đến liền nha, em chờ anh tới đó. Ừ, anh tới liền. Dạ. Chị về nè. Chị nghe. Chị có thư nè, của anh Bân gửi cho chị á. Anh Bân gửi cho chị. Ủa, chị mới gửi thư cho ảnh đây mà. Thì chắc là chị gửi cho ảnh, rồi anh trả lời hồi anh cho chị nè. Công nhận á nha, hai anh chị á tình cảm dễ sợ luôn á. Ủa, không biết nhà có chuyện gì không ta? Muốn biết có chuyện gì không, chị đọc đi biết liền à. Người ta nói á, bánh mì vừa thổi vừa ăn mới ngon. Bánh mì vừa thổi vừa ăn? Ừ. Ủa sao có bánh mì trong này, làm sao? Ý của em á là anh Bân gửi thư lên cho chị thì chị phải đọc liền chứ. Tình cảm mới nồng nàn, chứ để lâu quá nguội lạnh hết làm sao. Trời ơi, con nít mà hay quá ha. Không có mảnh tình dắt dai mà bày đặt chỉ tôi yêu với đương nữa. Thôi đi cô nương, để một chút tôi đọc. Thôi bây giờ vậy nè, em cầm đồ ăn vô đi. Rồi hai chị em mình làm cho nhanh để đem vô cho Mỹ Xuyên nữa. Ừ, dạ. Ừ. Không biết ở dưới có chuyện gì không ta? Biết sao giờ chứ. Anh ráng chờ chút đi, bác sĩ vô liền giờ á. Sao gia đình Trung? Anh Trung anh không chịu nằm đây, ảnh đòi về nhà nghỉ ngơi. Nên lát nữa anh Mạnh đưa anh Trung về nha. Bây giờ em phải ghé chợ, em mua đồ về nấu cơm. Thôi khoan đã, chờ ba người về chung cho vui. Dạ thôi, có anh Mạnh ở đây rồi thì anh Mạnh đưa anh Trung về cho an toàn. Em đi trước nha. Mỹ Xuyên. Nè, tin bài trò gì vậy? Em muốn về chung với Mỹ Xuyên, nhưng mà cổ nhất quyết không chịu. Cho nên em buộc phải bày ra cách này nè. Ai về đâu cổ kêu anh tới đây luôn. Cũng ghê lắm nha. Anh đừng có hiểu lầm. Tại vì Mỹ Xuyên ở đây chăm sóc cho em cả buổi rồi. Cho nên Mỹ Xuyên về một mình vậy em thấy ngại lắm. Thôi được rồi, tôi hiểu rồi. Không cần phải thanh minh thanh nga gì đâu. Về về được chưa? Đợi chút rồi đi, để Mỹ Xuyên đi cái đó. À vậy em ngồi đi, anh ra lấy xe nha. Hai. Đi đâu đây? Ủa Lê đâu hai? Mới Lê hả? Nó đang tắm. Mà tìm nó có gì không vậy? Đâu có gì, quen miệng hỏi vậy thôi. Ủa thư Bân gửi lên á, hay coi chưa? Ừ, nãy giờ chị cũng bận bịu quá, chị cũng quên coi nữa. Không biết dưới quê mình có chuyện gì không. Em tính qua đây nói chuyện này mà không biết hai chịu không. Trời đất ơi, có xa lạ gì đâu, chuyện gì thì cứ nói ra đi. Úp úp mở mở, ai biết chuyện gì. Thì hồi sáng giờ em đi tìm việc làm, nhưng mà em thấy không có cái nghề nào nó hợp với khả năng của em hết. Mà em đi tìm việc gì? Thì em đi xin làm ở mấy cái quán ăn á. Vô xin làm chạy bàn, mà thấy cực lắm. Quán đông khách người ta mới mướn. Mà trời, nhìn thấy mấy đứa mà phục vụ nó chạy em thấy sợ luôn á. Lưng thì ướt nhẹp mồ hôi à. Mà nha, quán mà ế hả, nó đuổi mình như đuổi tà vậy đó. Thì là mướn cho người ta mà, lãnh tiền từ người ta thì phải chịu cực chịu khổ chứ biết làm sao giờ. Rồi hả, em cũng đi xin làm tiếp thị á. Nhưng mà thấy cái nghề đó nó lông nhông ngoài đường. Ăn thì ăn theo sản phẩm, em thấy nó bấp bênh sao á. Tính tới tính lui em thấy không may hay cho em tiền học lái xe đi.
cái nghề nó nhàn, nó hợp với em. Thì coi như hai cho em mượn đi, rồi khi nào học xong em đi làm trả lại cho. Được rồi, chuyện đó để chị lo cho. Thấy em tính vậy á thì cũng ổn. Nhưng mà lần này học cho đàng hoàng nghe chưa, bỏ nửa chừng là biết tay tôi đó. Rồi biết rồi. Nè, nói vậy là 2 triệu rồi nghe. Mà cũng chưa chắc nữa. Người ta làm tài xế á thì tính tình người ta phải điềm đạm rồi tập trung. Còn tính tình em nóng nảy, bốc đồng, rồi sao điều khiển xe được, không biết có ổn không nữa. Trời ơi, ổn sao không ổn. Em lớn rồi, em phải thay đổi chứ. Nói chung là cứ có nghề nghiệp ổn định đi là em nên người à. Nên thiệt không? Ừ. Tôi mà không đồng ý, chắc được yên với anh nè. Ráng học cho đàng hoàng để có cái nghề nở mặt với người ta, biết chưa? Thôi biết rồi. Hai đứa này nhất. Định hoài. Mua thịt đi chị, chiều rồi em bán rẻ cho. Dạ. Chị lấy miếng này đi. Chị. Dạ. Chị gom cho tôi đủ 200 kg su su ha. Dạ. 50 kg cà chua. Dạ. Mỗi ký chị bớt tôi 2.000 đồng. Em bớt không được chị ơi. Lời lãi đâu có bao nhiêu đâu mà chị ép em quá à. Chị bớt hay không á thì bảo, không á là tôi đi chỗ khác tôi mua, là chị không có hối hận nha. Ba cái củ quả này nè, bữa nay mà chị không bán á, ngày mai chị cũng bỏ. Tôi mua bữa nay á, biết ngày mai có ăn được hay không. Trời đất ơi, tôi mua như vậy nè, uống hẹp cho tôi lắm đó. Vậy chị lấy mấy cái đồ tươi này đi cho nó chắc. Bây giờ chị bớt hay không, chị nói đi. Thôi bớt thì bớt, tại chị là mối quen á, cho nên tôi mới bớt á. Bớt như vậy đó, vài bữa nữa tôi trả lời tôi mua nữa. Dạ. Mối màng không hà. Dạ dạ. Bây giờ tôi gửi tiền nha. Dạ, cảm ơn chị. Tôi về à nghe. Dạ, cảm ơn chị nha. Nhớ mối màng mày mốt bớt tôi vậy tôi lại tôi mua thường. Dạ. Tiền này còn để dành cho thằng Duy nó đóng học phí học lái xe nữa. Giờ mình gửi về quê thì lấy đâu cho nó học đây? Chị Nga, chị có chuyện gì hả? Không, em về rồi đó hả? Dạ. Bộ chị có chuyện gì hay sao mà em thấy chị ngồi thừ ra vậy? Thì anh Bân chồng chị á, ảnh mới gửi thư lên. Anh nói tiền đợt trước chị gửi về á không có đủ để xoay sở, kêu chị gửi về thêm. Mà em biết rồi đó, tiền chị đang để dành, chị lỡ hứa cho thằng Duy nó đi học lái xe rồi. Bây giờ chị cũng không biết tính làm sao nữa. Em nghĩ đơn giản vậy nè. Hay là bây giờ chị lấy tiền của em, chị gửi về quê trước đi. Sao mà được chứ, em còn phải để dành tiền để gửi về quê nữa. Em cũng có hơn gì chị đâu. Rồi tiền đâu em gửi về cho ba mẹ em? Thì tháng này em không gửi thì tháng sau em gửi. Chị cứ lấy tiền của em thì gửi về quê đi, đừng ngại gì hết đó. Với lại em cũng thư thả mà. Xuyên, cảm ơn em nhiều lắm. Nhưng mà thôi, chị không có lấy đâu. Em cứ gửi tiền về quê cho ba mẹ em trả nợ đi. Còn phần của chị á, để đó, từ từ chị tìm cách chị tính. Đưa đồ đây, chị xuống nhà bếp chị làm trước cho. Chị Nga mua rồi, chị xin mua thêm chi nhiều quá vậy? Tại chị thấy anh Trung á, dạo này sức khỏe anh không có tốt,
nên là chị mua thêm đồ để tẩm bổ cho ảnh. Trời ơi, chị quan tâm ảnh dữ lắm nha. Chắc chắn là hai người có tình ý gì nè. Chắc chắn là có luôn á. Em này, nó bậy không à. Thì bạn bè đồng nghiệp với nhau thì quan tâm lẫn nhau. Với lại mình ở xa quê lên mà. Bây giờ thì chị giúp đỡ cho ảnh, rồi biết đâu sau này ảnh giúp đỡ ngược lại chị, đúng không? Với lại có qua có lại mới tội lòng nhau. Ừ, đúng rồi. Em chạy qua bển á, nhắn với Duy á, lại lát kêu mọi người qua đây chơi. Dạ, em đi liền. Sao chưa đi nữa? Gì vậy? Tự nhiên á, nghĩ tới chuyện chị Nga, vừa phải lo tiền cho anh Duy, vừa phải lo tiền cho anh Bân nữa. Em thấy tội nghiệp chị quá à. Chuyện đó để chị tính cho. Em yên tâm đi. Với lại cũng sẽ ổn thôi mà. Em cũng muốn giúp anh Duy lắm, nhưng không biết giúp bằng cách nào hết trơn á. Chị thấy là chuyện gì rồi cũng có cách giải quyết của nó. Mọi khó khăn thì mình san sẻ chia sẻ với nhau. Em hiểu rồi. Giống như á là chị quan tâm anh Trung vậy đúng không? Chuyện đó khác, chuyện này khác. Mà chị thấy nó cũng hao hao giống vậy á. Thôi, em chạy qua bển nhắn với Duy đi. Ở đây nhiều chuyện không à. Em đi liền nè. Lê này. Dạ. Không biết có chuyện gì anh thấy Nga buồn buồn vậy? Thì lá thư anh đưa cho chị Nga đó, của chồng chị gửi, nói là chi tiêu tháng này không có đủ, kêu chị gửi về thêm. Nhưng mà tiền của chị Nga thì đưa cho anh Duy đóng tiền học hết trơn rồi. Bởi vậy chị đang không biết tính sao đó nên mới buồn vậy. Thì ra là vậy. Anh hiểu rồi. Mà nè, anh có chuyện này muốn nhờ em một chút được không? Chuyện gì anh? Thôi được rồi, em cứ lật rau đi, chờ anh một chút nha. Mỹ Xuyên nè, em ngồi yên ở đây nha. Anh có một bất ngờ dành cho em. Đây, đây là 3 triệu. Em cầm số tiền này đưa cho Nga giùm anh. Nhưng em nhớ nói là tiền này tiền của em đưa cho Nga mượn, chứ đừng nói là của anh. Ủa sao vậy? Thì em cứ làm như anh nói đi nha. Nếu Nga biết tiền của anh, chắc chắn cô ấy sẽ không nhận nha. Dạ, có được tiền á, chắc chị Nga chỉ mừng lắm, để đưa chị liền. Em đi đi. Mình nè, nhớ là nói tiền của em, đừng nói là của anh. Em biết rồi mà. Nhớ đó. Anh dặn em gọi em đó, em nhớ rồi. Anh rảnh không? Nè, ngồi lặt rau đi, lát mình ăn. Rồi, được rồi, anh sẽ làm. Chị Nga, chị nghỉ tay một chút đi, em có chuyện muốn nói với chị nè. Thôi, có chuyện gì một chút hẳn nói, chị nấu đồ ăn xong cái đã, mọi người cũng đói bụng hết rồi. Thôi, ăn uống từ từ cũng được mà chị, chuyện này quan trọng hơn. Hồi chiều á, em có nghe chị nói với chị Xuyên là chị đang cần tiền gửi về quê. Chị Xuyên có muốn cho chị mượn, nhưng mà chị không có lấy. Lúc đó em ngại nên cô không có nói gì hết á. Tại em sợ chị Xuyên có mặt ở đó thấy cũng kỳ. Tự nhiên nói với chị chuyện này là sao? Chị biết sao không? Chị Xuyên á thì chị có gánh nặng gia đình. Còn em nè, em ở có mình nè, đâu có lo cho ai đâu. Nên em có chút tiền nè, cho chị mượn gửi về quê á. Trời đất ơi, đưa tiền cho chị rồi tiễn đâu em lo cho chị của em nằm bệnh viện. Thôi, em giữ mà lo cho chị đi. Nhưng mà dù sao chị cũng cảm ơn em nhiều. Chị yên tâm đi, không có sao đâu. Chị của em á thì có anh rể tương lai của em lo mà. Chị cứ nhận tiền này đi,
đừng có ngại nha, từ từ trả em cũng được, không sao hết á. Thôi nhưng mà còn chị em thì sao? À, không có sao mà, chị em có anh rể em lo rồi. Em nói thiệt á, chị nhận tiền đi. Nếu như em nói xạo quá ha, là cho dán cắn em á, sưng trán luôn á. À, thiệt là chị em có anh rể tương lai lo hả? Ừ. Nè, chị nhận tiền đi. Chị em có anh rể tương lai thiệt mà. Với ảnh tốt lắm, ảnh lo chị em hết luôn trơn á. Chị cứ giữ tiền gửi về cho nhà, rồi khi nào có trả lại em cũng được. Vậy nha, không có bàn cãi nữa đó. Ừ, nếu vậy thì chị cảm ơn em nhiều lắm nha. Nói thiệt với em, chị cũng đang rối lắm, không biết tính làm sao hết á. Cảm ơn em nhiều nha bé Lê. Không có gì đâu, chị cứ giữ đi. Khách sáo hoài à, mình là chị em, sống chung nhà với nhau mà. Ừ, mình là chị em mà. Chị sẽ cố gắng trả tiền sớm cho em. Đừng có nói như vậy, chị cứ giữ đi. À, cứ coi như là em bỏ ông heo vậy đó ha. Chừng nào có trả cũng được, không sao hết á. Ừ, cảm ơn em nhiều lắm. Dạ, thôi chị nấu tiếp đi. À, đồ ăn nhiều thế này, hôm nay ăn mừng chuyện gì vậy ta? Đâu có cần là phải có chuyện gì mới ăn mừng đâu anh. Bữa tiệc này á, là bữa tiệc dinh dưỡng mà chị Xuyên dành cho anh Trung đó. À, vậy à. Cái nhỏ này, nói gì đâu không à? Em có nói gì đâu đâu. Chẳng phải chị hồi chiều chị nói với em vậy hả? Đây là bữa ăn tẩm bổ cho anh Trung chứ gì. Em chỉ lặp lại nguyên văn y chang vậy thôi à. Ờ, à, thì nếu chị không mua thì chị Nga hoặc là anh Mạnh cũng đi mua mà. Chị thấy chuyện này đâu có gì mà quan trọng lắm đâu. Đừng bán cái cho chị nha. Quan trọng mà. Kỳ này mà anh Trung mà mau khỏi bệnh là nhờ vào công của Mỹ Xuyên hết rồi. Nói thằng mày tao. Anh này. Ủa thì cái công mà chăm sóc cả buổi nữa, bổn tính hả? Thôi được rồi, ăn đi, ăn đi. Vừa ăn vừa nói chuyện. Nào, ăn đi.